bác anh chém cho đồng đạo. Vậy thì người chết rồi đâu phải là im mà còn tiếp tục chịu thêm đau khổ, lăn lộn mãi ở trong mê lộ, phải gánh mang vô số cực hình, bao nhiêu điều tội ác của mình nó đều biến ra thành địa ngục. Nào là chảo dầu sôi ngùn ngụt, nào là dò lúc nhúc thay cơm, nào là rừng đao kiếm lên chơm, nào núi lửa phần phần cháy. Ác thú có biết bao nhiêu loại, yêu tinh không còn thiếu mặt nào. Đích bằng trong đầu chậu máu đào đủ thứ quỷ đầu châu mặt ngựa. Con này giác cái búa to ra bữa, con này đem cây chĩa đến đâm, con này giác dao tấn lên bầm, con cố xé ra làm hai thổi, con móc mắt, con lo cắt lưỡi, con rút cân, con thẻo lột da, cảnh hải hùng không chỗ hở ra, còn nhiều nữa khó mà kể hết. Khổ khi anh nêu lên qua hai câu giảng của tổ thầy, và trong hai câu giảng ấy được đồng đạo nêu lên là mê muội ác hung về địa ngục, hiền lành nhắm mắt thấy non tiên, rồi non tiên ra sức tháo dây xiềng. Thưa cô bác anh chị em chi đồng đạo, nhưng mà đồng đạo hỏi cái ý chính ở trong cái tiêu đề này thôi, cô bác anh chị em hỏi là mê muội ác hung về địa ngục, mà mê muội là mê muội cách sao, mà ác hung là cái thành phần như thế nào mà về nơi địa ngục, còn hiền lành nhắm mắt thấy non tiên, mà khi người hiền lành, khi chúng ta nhắm mắt rồi được thấy cái non tiên, mà non tiên đó ở đâu vậy? Cô bác anh em với đồng đạo, thưa chư quý vị, vậy thì bây giờ ở đây là trong cái bài 29 tháng chạp mà được đồng đạo nêu lên để cho chúng tôi bàn. Bây giờ mê muội ác hung về địa ngục thì có lẽ đương nhiên rồi, mà ai cũng được hiểu như là con người của chúng ta khi mà bị mê muội thì mê muội về đâu? Thì cuối cùng Đức Thầy đã xác định cho chúng ta biết là về nơi cảnh địa ngục. Thưa cô bác anh em với đồng đạo, nhưng mà đồng đạo hỏi mê muội, mà mê muội cái gì mới được, phải không? Nó mê muội thì bây giờ ai cũng mê muội, mê muội hết. Chữ muội có nghĩa là tối tăm, mà có chữ mê có nghĩa là đi lạc không tỉnh, là con người của chúng ta đi lạc đường lạc hướng, đó là mê. Rồi bây giờ là không tỉnh, tất nhiên là bây giờ chúng ta coi như là đã tu hành mà thiếu coi như là có chỗ tỉnh. Cô bác anh em với đồng đạo, tu mà không có tỉnh, cho nên chỗ nào Đức Thầy cũng bảo chúng ta tỉnh hết. Cũng như bây giờ chúng ta coi như là khi mà quy y với cửa quyền thất tổ, cúng kính dân hương trước cửa quyền cầu trên thất tổ chứng lòng thiền, rồi sao nữa, nay con tỉnh ngộ, phải không? Nay con tỉnh ngộ mà tu mà không tỉnh ngộ. Rồi chỗ khác Đức Thầy cũng lại bảo cho chúng ta biết á, là tu với tỉnh á, là biết làm chẳng khó, phải không? Nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo mà tu cần phải tỉnh, mà tu không có tỉnh, cô bác anh em với đồng đạo, toàn là tu mê không. Tu mê không à? Tại vì tu thì tu, nhưng mà bây giờ như là giới đâu cũng mê, giới đâu cũng mê. Bây giờ mê cái gì? Bây giờ có ba món mê đặc biệt nhất, đó là mê danh, mê lợi, mê tình. Mê cho đến lúc mà chết xình chưa buông, cô bác anh em. Thì danh có được, sắc tài liền bắt là được rồi. Danh sắc nó theo, sắc có thì danh lợi nó đeo. Danh tài sắc ba đều dính líu, nhưng một cái cả ba cái, nếu ngã bên nào cũng chịu khổ sầu, phải không? Mà vượt ra ngoài có mấy ai đâu, rơi vào đó biết bao nhiêu kẻ, đó là mê. Cho nên tu mà chúng ta còn vẫn còn mê hoài thì bây giờ không bao giờ thoát đi được cái cảnh ao tù nổi, cô bác anh chị em với đồng đạo. À, giờ bây giờ nói đại khái đại cương vậy thôi đi nha, tại vì chương trình nghe vấn. Rồi bây giờ mê là không tỉnh rồi, bây giờ tới cái nghĩa thứ hai nữa là mê là gì? Đi lạc nghe đồng đạo hồng. Mê là đi lạc, đã đi theo giáo lý của Đức Thầy rồi, Đức Thầy đã có xương minh lên trên giáo điều giảng, hồi lại cái đạo nhân xương minh lên đạo Phật rất rõ ràng. Trong thời kỳ hạ quân mật pháp này chúng ta rất là duyên may mà gặp được giáo lý, rồi được ông Phật ra đời. Xưa nay không có mấy khi dương trần có Phật, vậy thì xuống đây là Đức Thầy dạch thẳng cho chúng ta cái con đường về Phật rồi, rõ ràng rồi, mà vậy mà cũng còn đi lạc rồi đồng đạo hồng. Đã quy y với Đức Thầy rồi mà cũng vẫn còn đi cái đường hướng khác, tại sao đi đường hướng khác nhà? Bây giờ cái con người của chúng ta đã quy y tu rồi, nhưng mà giờ lỡ như là nhức đầu, nóng lạnh, nhức xương sống, đau chân, rồi bây giờ đi coi đâu? Đi coi cô Năm, đi coi cậu, đi con thầy đâu? Nghe nói linh hiểm quá, nó về bây giờ phải cúng cửu quyền á, phải coi như là thượng lên á, là ngôi cửu quyền đất tổ, không, ngôi cửu thiên quyền nữ, ngôi cửu thiên quyền nữ, rồi thánh anh, rồi chúa Ngọc, rồi chúa Tiên á, chúa Ngọc, rồi thánh anh Lai Sát, rồi quan công độ mạng thần tài, ông Táo, ông Độ, ông Địa, ông Voi gì đó, coi như là thôi, như là thờ không biết bao nhiêu mà nói. Thưa cô bác anh em với đồng đạo, cái này có phải là đi lạc không? Đức Thầy đã chỉ bảo cho chúng ta là ba ngôi thờ cúng chính thức, tất nhiên là cửu quyền thất tổ, rồi Tam Bảo, Bàn Thông Thiên,
mà chúng ta bây giờ lại coi như là thêm thờ coi như là đủ chỗ chân trọng, trong khi đó có phải là đi lạc không? Rồi thêm một cái đi lạc nữa, đã quy y với Đức Thầy rồi, coi như là nghe nói bên Đông có Thầy về, nghe nói bên Bắc ở đâu coi như là cũng Thầy về, ở bên Tây đâu có Thầy về gì đó, bắt đầu có chạy đi kiếm Thầy và cô bác anh em với đồng đạo, thấy không? Cái chỗ này coi như là mê muội nè, mê muội ác không về địa ngục. Tất nhiên là chúng ta coi như là đã mê rồi, bây giờ là không thể cứu được. Mà ông ba nói là lầm tà đạo thì nhân hư bất dụng, có nghĩa là không thể nào mà cứu được. Cô bác anh em với đồng đạo, mù còn có thể hết mù đó, mà tội lường gạt thật mà dễ dầu gì tiêu, đúng không? Cái người mù còn lộ trồng con mắt ra, coi như là trong thời gian có thể là thấy được, nhưng mà lường gạt Phật thì sao? Cô bác anh em với đồng đạo, mình lường gạt Phật tức là chúng ta coi như là quy y hàng ngày, hàng ngày coi như là chúng ta quy y đó là Nam Mô Phật Tổ, Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cửu Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi cảm ứng chứng minh, thấy không? Nay con nguyện cải hối ăn năn làm lành tính dữ, là nguyện đó là có Phật Tổ Phật Thầy, nghe không? Là con quy y theo mấy ngày tu hiện theo Phật đạo, là mình đi theo con đường coi như là của Phật đã dạy, thì rồi coi như là có Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi đầu đó chứng minh đó rõ ràng. Nhưng mà trong khi đó chúng ta coi như là lại quay hướng mà bỏ, không có chịu như là đi theo con đường đó. Cho nên chính chỗ này Đức Thầy mới bảo cho chúng ta trong bài Thiên Lý Ca là chớ bỏ lời thề nơi Phật cảnh, tất nhiên là tam bảo là quy y Phật, mà chớ quên tiếng nguyện chốn non xanh. Chốn non xanh là Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cựu Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi, đó là tiếng nguyện chốn non xanh, là mình nguyện một cái là thấu đến coi như là chư thần ở trên đó, là dùng Năm Non Bảy Núi chứ không phải đơn giản. Mà giờ tội lường gạt Phật dễ dầu gì tiếng, phải không? Tất nhiên là chúng ta lường gạt Phật, cái chỗ này coi như là đã quy y rồi mà không chịu làm y, không theo con đường hướng Phật thì phải làm sao? Mê muội ác không về địa ngục chứ sao giờ ai cứu mình được, cô bác anh chị em với đồng đạo thì chứ quý vị. Thưa toàn thể cô bác anh chị em với đồng đạo, đó là mới nói qua coi như là cái hai chữ đầu thôi, là mê muội thôi mà còn phải vậy. Còn qua vấn đề mà ác hung của cô bác anh chị em trong đạo thì cái chuyện này khỏi bàn rồi. Ác hung đó là gì? Ác hung là hung ác chứ gì? Không. Mà hung ác đó là sao? Tất nhiên là cái thân của chúng ta đó là chúng ta không dằn nén được cái lòng sân hận của mình. Mà khi việc nó đã xảy tới rồi đó là để như con cọp giữ trên rừng, gặp thịt toan cấu xé tưng bừng phân từng mảnh mới là cỏ dạ. Cái tâm của mình là như vậy đó. Rồi cái tánh của mình là hung hăng nè, đâm nè, chém nè, chặt nè, bầm nè, chất chứa điều hung dữ trong tâm chờ đất thế ra tay hạ sát. Cái tâm này quá hung, phải không? Cái tâm này không gì đi ngục là gì đâu. Rồi chỗ khác Đức Thầy nói là cũng hiếm lúc con còn giết mẹ, dành của tiền cốt nhục giết nhau, tranh lợi danh giết lẫn đồng bào, tình huynh đệ phân chia hiểm bách, giết sanh vật đầy lòng kiêu cách, tưởng rằng mình như thế là ngoan, phiền ba gia ba tánh diệt đàn chớ sát hại mạng người như thế. Thưa cô bác anh em dân đạo, cái tánh này là tánh hung ác. Cái tánh hung ác là cái tánh con người mình coi như là không thể dằn nén được lòng nóng giận của mình, mà khi đã xảy đến rồi thì nổi lôi đình, đâu có định chừng cho ta biết mà toan giữ trước. Thưa cô bác anh em dân đạo, rất là nguy hiểm. Như vậy bây giờ coi như là cái tánh hung, đương nhiên là chúng ta phải bỏ hung. Cô bác anh em với đồng đạo, ai hung đều mặt người hung, mình hiền cứ giữ thiệt chung lòng hiền, hiền sanh nó sẽ được á, là quả vị Phật tiên. Còn hung sanh á, thì sẽ bị xích xiền ở trầm lưng. Thưa cô bác anh em với đồng đạo, vậy thì bây giờ đồng đạo nêu lên qua cái câu đầu hung mê mũi ác hung về địa ngục á, thì rõ ràng coi như là chúng ta làm hung ác rồi, sau khi mà đến phút lâm chung rồi đó là sao? Sau khi chết rồi thì phải về cảnh địa ngục. Mà cảnh địa ngục đó là cảnh nào? Thôi thì bây giờ chúng tôi xin dẫn chứng cho quý vị một đoạn dài luôn, là Đức Thầy cho chúng ta biết đó là khi nhắm mắt đó, hồn lìa khỏi xác, phải không? Quỷ vô thượng mới dắt xuống diêm đình, cảnh đó là cảnh địa ngục đó. Sổ sách kia tội phước đinh đinh màu pháp với thưởng hai đường đó rõ, là chúng ta làm cái điều gì coi như là chúng ta cũng có sổ sách kia chép đâu đó rõ ràng. Khi mà xuống đến dưới cái địa mà tầng quán dương rồi, lên coi như là cái điện gọi là cái minh kính đài đó, cô bác anh chị em chứ đồng đạo, gọi là cái đài nguyệt kiến, thì chúng ta như là tội ác gì đâu đó rõ ràng. Chân đến chừng đó rồi sao? Đến chừng đó rồi Đức Thầy nói là xuống diêm đình thấy tội hỏi ông, thấy tội hỏi ông đó mới biết coi đời địa ngục. Tới chừng đó mà biết địa ngục rồi thì trong khi đó là chốn ngục hình bị ném vào trong, đến chừng đó hối không có thể kịp. Đến chừng đó làm sao chúng ta không kịp, phải không? Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta khi còn sống đây chúng ta phải lo toan trước,
mà không chịu lo cho con trước đó, thì sau khi đến phút lâm chung rồi chúng ta xuống đó rồi làm sao mà chúng ta ăn năn hối kịp cô bác anh chị em với đồng đạo. Vậy thì người chết rồi đâu phải là im mà còn tiếp tục chịu thêm đau khổ, lăn lộn mãi ở trong mê lộ, phải gánh mang vô số cực hình, bao nhiêu điều tội ác của mình nó đều biến ra thành địa ngục. Nào là chảo dầu sôi ồn ngục, nào là dò lúc nhúc thay cơm, nào là rừng đao kiếm lên chơm, nào núi lửa phần phần cháy. Ác thú có biết bao nhiêu loại yêu tinh không còn thiếu mặt nào. Đích bằng trong đầu chậu máu đào đủ thứ quỷ đầu châu mặt ngựa. Con thì giác cái búa to ra bữa, con thì đem cây chĩa đến đâm, con thì giác dao tấn lên bầm. Con cố xé ra làm hai thổi, con móc mắt, con lo cắt lưỡi, con rút cân, con thẻo lột da, cảnh hải hùng không chỗ hở ra, còn nhiều nữa khó mà kể hết. Khổ khi sống, khổ trong lúc chết, khổ linh hồn, khổ xác thân trần. Chúng sanh luôn chịu khổ không ngừng cũng vì bởi nguyên nhân tội ác nè. Hung ác là về đi ngục chúng cái lúc đó rồi sao? Chúng ta bị đọa. Thưa cô bác anh chị em cho đồng đạo, mà bị đọa địa ngục ở trong khi đó là nó khổ như vậy, còn bị đọa vào trong ngạ quỷ thì cơm vừa đút tới mồm thành lửa, mà nước ngậm vào miệng quá dầu sôi làm cho khổng lửa cháy môi, chịu điều đau khát đói khát mà tanh hôi suốt đời, hết sức là khổ, phải không, nguy hiểm. Thưa cô bác anh chị em cho đồng đạo, vậy thì bây giờ ở đây là cái cảnh địa ngục, là cái cảnh khổ. Rồi có nhiều người ta hỏi vậy chứ bây giờ cái cảnh địa ngục nó có hay không chú Tư? Theo như quý vị mình coi như là phân định thử coi như là có cảnh địa ngục không? Có không quý vị? Có không? Phải có mới được. Rồi ta hỏi cái cảnh địa ngục có mà có ở đâu? Có mà có ở đâu mới được. Thưa chứ quý vị, bây giờ đối với tất cả đồng đạo của chúng ta đó hen, là chúng ta vẫn chứng minh biết rõ ràng có cảnh giới địa ngục, nhưng mà không thấy cảnh địa ngục. Là tại sao không thấy? Bây giờ người nào làm tội đi thì bây giờ thấy địa ngục, bây giờ điển hình trên thế gian nè. Cái người nào làm tội mới biết coi như là ở nơi cái cảnh giới địa ngục của trần gian, là cái cảnh ở đâu ngoài miền Đông ngoài ăn, rồi cái cảnh đâu ngoài Xuân Lộc đó, rồi cái cảnh ở đâu coi như là ở mười gì vậy? Nó nhiều cái khám mà của nhà nước người ta giam giữ tội nhân đó. Thì hỏi bây giờ hỏi chứ bây giờ cái người mà chạy ngoài đường bình thường không có tội gì chân chọi, hỏi có biết cái chỗ nhốt giam đâu không? Không, tôi không biết. Có tội đâu mà biết. Còn cái người nào mà ăn trộm, ăn cắp, giết người, hung hãn, đốt nhà, phá cửa người ta đó nghe, hỏi cái cảnh giới coi như địa ngục đâu, thời ơi, khám nào tôi cũng biết trời. Tại vì đi vô đi ra coi như vô khám nào cũng có trời. Thưa cô bác anh em với đồng đạo, vậy thì chứng tỏ rằng coi như là có cảnh giới địa ngục, mà cảnh giới địa ngục đó là chính do nơi con người tội, đúng không? Con người tội thì giờ chúng ta mới thấy được cái cảnh giới địa ngục. Còn cái người mà không tội thì bây giờ không bao giờ có cảnh giới địa ngục. Cô bác anh chị em trong đạo, vì vậy cho nên cái địa ngục này là dành cho ai? Dành cho kẻ ác hung. Không, ác hung mới về địa ngục. Rồi bây giờ coi như là cảnh giới thiên đường cũng y như vậy. Đức thầy nói cảnh giới thiên đường đó, trong khi đó cô bác anh chị em trong đạo hiền lành nhắm mắt thấy non tiên, thấy không? Hiền lành nhắm mắt thấy non tiên, mà non tiên đó ở đâu? Thưa cô bác anh chị em với đồng đạo, nhưng mà đồng đạo chúng ta cũng chưa có tới cảnh giới đó, tại vì mình chưa có được hiền lành là nó đúng mực, rồi làm sao có thấy cảnh giới đó được. Thưa chưa quý vị, thôi giờ non tiên tôi bàn cùng với quý vị coi như là có hai phần nghe. Thưa chưa quý vị, hai phần tất nhiên là non tiên đó là một là cảnh giới đời thượng quân nghe đồng đạo Ba Hồng, hai là cảnh giới tự tại tiêu diêu là cái cảnh thiên đường. Hai cảnh giới đó đó là cảnh non tiên. Rồi bây giờ non tiên cái chỗ nào mà Đức Thầy nói cái cảnh đời thượng quân của bác anh chém trong đạo, quý vị mình lắng lòng theo dõi qua một cái đoạn này mà Đức Thầy đã bảo cho chúng ta. Đức Thầy nói là trên non tiên văn giảng tiếng Phụng Hoàng, Phật tiên thánh an bang cùng định quốc, đời xuất thánh tỏ bài câu tiêm tất, ráng giữ gìn kẻo mất giống thiền xưa, những thói hư tật xấu phải răng chừa, sao sẽ thấy người xưa tường tận mặt. Có phải là có cảnh non tiên không? Cảnh non tiên văn giảng tiếng Phụng Hoàng là cái cảnh đó, đó đâu? Cái cảnh đó cảnh đời thượng quân đồng đạo Ba Hồng. Thì hiền lành mình nhắm mắt thấy non tiên, rồi đồng đạo hỏi bây giờ cái non tiên là cảnh đời thượng quân. Rồi bây giờ nhắm mắt thấy non tiên, bây giờ mình nhắm mắt nghe chân bây giờ rồi làm sao mà thấy được cái cảnh non tiên? Non tiên sau này đến cái thời kỳ thượng quân mới có. Mà bây giờ nhắm mắt ngay bây giờ làm sao thấy được cái cảnh non tiên đó? Phải không đồng đạo? Nhưng chỗ này coi như là cũng có nhiều người thắc mắc. Thưa chú quý vị, vậy thì bây giờ quý vị cứ việc an tâm, cứ việc lo làm lành đánh giữ, cứ việc lo làm hiền. Mà cái người hiền của chúng ta đã có lỡ chết ngay trong thời điểm này,
nhưng mà non tiên sau này cũng có mặt hà. Có mặt hà, tại sao? Đây là lời Đức Thầy chỉ dạy cho chúng ta biết là có đâu đó rõ ràng. Đức Thầy mới nói là đến hội trăm quan còn hiện được, đúng không? Đến hội trăm quan còn hiện được thì ra xác thịt có cần đâu. Khuyên con nghĩ cạn đừng ưu lượng, mượn trước quyền cơ dễ mạch sầu. Như vậy thì bây giờ đến hội trăm quan còn hiện được thì đến chừng đó, nếu như cái người hiền thì đến cái ngày mà lập hậu rồi thì Đức Thầy đã bảo cho chúng ta biết đến kỳ thi danh thầy chạm bảng. Đến kỳ thi danh thầy chạm bảng trên đài cao đó là gọi các linh hồn. Tất nhiên linh hồn là có tên rồi, tất nhiên là chúng ta có mặt hết cô bác anh chị em với đồng đạo. Đó là hiền lành nhắm mắt thấy non tiền. Thưa chưa quý vị, là có mặt liền, là ngay trong thời điểm đó liền. Rồi bây giờ non tiên thứ hai nó là ở đâu cô bác anh chị em với đồng đạo? Non tiên thứ hai tất nhiên là chỉ cho cái cảnh tiên diêu tự tại, là cái cảnh tiên, cái cảnh mà không còn coi như là đau khổ nữa. Đó là cảnh nào? Cái cảnh về ở nơi cái cõi, cái cõi coi như là trong con người của chúng ta được sung sướng, không còn coi như là đau khổ giống như cái cõi trần gian này nữa cô bác anh chị em trong đạo. Đó là cái cảnh nhàn lạc, là cái cảnh đối với coi như là địa ngục, đối với ngạ quỷ, đối với súc sanh. Mà cái cảnh tiên tất nhiên là cái cảnh con người không bị đọa, không bị đọa trong ba con đường ác, nhưng mà hết phước rồi coi như là cũng phải rớt xuống như cô bác anh chị em với đồng đạo. Cái cảnh đó Đức Thầy có giới thiệu cho chúng ta biết không? Có, là cảnh bồng lai. Thưa chưa quý vị, bây giờ cái cảnh đó Đức Thầy mới nói lớn rồng nặng ít phải dương, muốn qua chuông khổ tìm đường bồng lai, tất nhiên là cái cảnh tiên. Ngày kia được chở gót hài về nơi tiên cảnh đó nghe, là ngày ngày đẹp tươi, tất nhiên là về đó là rất là sung sướng cô bác anh chị em trong đạo. Rồi chỗ khác Đức Thầy lại bảo cho chúng ta biết đó là thiên đường siêu thoát thời thông thả, còn địa ngục trầm luân đó là ác đạo điên, nên chọn một nơi thanh tịnh ấy rất trần bất nhiễm mới là yên cô bác anh chị em trong đạo. Vậy thì nó tóm lại qua hai câu này, đồng đạo nêu lên là mê muội ác không về địa ngục, chung lại là tất cả việc làm của chúng ta mà sở dĩ coi như là sanh ra cái tâm hung ác là tại vì mê muội. Nếu mà chúng ta không mê muội không bao giờ hung ác, đúng không? Mà chúng ta đã mê muội rồi là tranh quyền đoạt lợi đảm đương xé giành, có nghĩa là khi mà chúng ta đã mê muội rồi thì cái tâm hung ác bắt đầu như là nó phát khởi ra, không có kể gì như là nhân linh, không kể gì mà đạo đức hết cô bác anh chị em trong đạo. Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta còn ham, còn thích cái cõi trần gian này thì nó xảy đến không biết bao nhiêu những cái điều tội lỗi. Có nhiều khi đó là biết tội làm càng, vì dục vọng không dằn nén được, bị đời kéo đi xuôi một nước, ít có ai đi ngược dòng đời, biết bữa nay sung sướng ăn chơi chứ chẳng biết ngày mai khổ não. Bị vô minh làm người khờ khảo, hồng trần là giả tạo cứ mê. Tất nhiên là chúng ta càng mê nhiều chừng nào, tất nhiên chúng ta cái nghiệp càng chồng chất nhiều chừng đấy cô bác anh chị em trần đạo. Đó là qua cái câu đầu. Còn qua cái câu 2 là hiền lành nhắm mắt thấy non tiên, tất nhiên là chúng ta tạo đi cứ như là cái nghiệp duyên lành. Rồi bây giờ cuối cùng đến khi mà chúng ta nhắm mắt rồi thì chúng ta như là được về Phật cô bác anh chị em trần đạo. Vậy thì bây giờ ở đây là hiền lành nhắm mắt thấy non tiên, tất nhiên là chúng tôi đã trình bày cùng với quý vị. Cái thứ nhất là về đời thượng quan, cái thứ hai là về tiên cảnh. Còn cái thứ ba nữa, nếu chúng ta có đủ điều kiện đi thẳng về Phật luôn, đi thẳng về Phật luôn. Thưa chưa quý vị, nhưng mà muốn về Phật luôn đó cô bác anh chị em trong đạo, thì bây giờ coi như là từ chỗ hiền lành đó phải chuyển sang qua cái hiền đức. Mà nếu như mà cái hiền lành không đứng ngang, tất nhiên là về cái cõi tiên, mà chúng ta chuyển sang qua hiền đức đó tất nhiên là được về cõi Phật luôn, có không? Bây giờ Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết cái hiền lành đó tất nhiên là giữ đời thượng quân nè. Hiền lành chừng đó xâm dày, quân thần cộng lạc mấy ngày vui tươi, đến đó ta mới mừng cười, nhìn xem ngọc đế giữa trời định thân. Đó là hiền lành, là sống được đời thượng quân. Còn nếu như chúng ta chuyển qua cái hiền đức là chúng ta sẽ về cõi Phật luôn. Mà Đức Thầy nói sao? Kiếm con hiền đức, thấy không, dắt về về nơi cõi Phật Tây Phương an nhàn, thấy không? Hiền đức là dắt về cõi Phật luôn. Mà bây giờ chúng ta muốn được hiền đức đó là sao? Bây giờ muốn hiền đức đó thì Đức Thầy bảo cho chúng ta biết chim tìm cây đó mới gọi chim khôn, mà người hiền đức đó mới là người trí. Người hiền đức mới là người trí. Mà bây giờ cái người mà có trí tất nhiên là chúng ta phải tu nè, phải cúng lại nè, phải ăn chay nè, phải niệm Phật nè, phải làm lành nè, làm tất cả các việc đạo đức. Đó là hiền đức. Mà muốn hiền đức đó là sao? Là phải là trí hiền tâm đức chùi lao mới ra công lập kỹ, đó là thì thao ra vàng.
như vậy mới được nhiều đức của bác anh chém trong đạo. Thưa chứ quý vị, thôi thì bây giờ đề tài nghi vấn chúng tôi cũng trình bày gọn gọn qua cái ý chính vậy thôi. Và xin trả lại cho vấn chủ và ý kiến của toàn thể cô bác anh chị em trong đồng đạo. Nếu có điều chi bằng thêm thì bàn, không có xin phép cho thông qua đề này. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Để tiếp theo chương trình thì xin trân trọng kính mời đồng đạo Úc Tèo đến đây để đặt câu hỏi trực tiếp với Tư Phương. Kính thưa toàn thể quý cô bác và anh chị đồng đạo thân mến, có một câu hỏi trong cò Tàu Hảo ở Sài Gòn đó, hỏi từ Quy Tư là cần tu cho đạt ngũ hương hơi quê gom trí huệ Ma Dương Hải Hùng, làm cho chúng phục tùng chân lý trong sắc thân giám thị lục căn, đừng cho chúng tính lăng hoàng ngoài thì chấp thủ mà ngăn lục trần. Xin Quy Tư giải sáu câu đó cho đồng đạo nghe chung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Phật. Và chân thành cảm ơn tất cả chư quý vị nêu lên trong một đoạn trong cái bài cho ông Còn Tàu Hảo mà Đức Thầy viết ở tại Bạc Liêu vào ngày 25 tháng 4, và có tất cả là 37 câu mà đoàn đạo trích ra 6 câu cho chúng ta bàn. Thưa chư quý vị, vậy thì bây giờ ông Còn Tàu Hảo đó là ai? Ông Cò Tàu Hảo, ông tên thật, chính danh của ông tên là Trần Quang Hảo. Nhưng mà sở dĩ coi như ông có cái tên Cò Tàu Hảo là sao? Tại vì ông làm cái chức vụ cho người Pháp là ông cai quản bến tàu trên Sài Gòn đó. Vì vậy cho nên ta mới ghép từ lại cái là đặt cái tên ông là Cò Tàu Hảo. Ông làm chức cò để mà quản lý cái bến tàu nên gọi là Cò Tàu. Mà ông tên Hảo là Trần Quang Hảo mới ghép lại là Cò Tàu Hảo của bác anh chị em với đồng đồng. Sau mấy lần được diễn kiến Đức Thầy, ông xin cái như Đức Thầy để mà hiểu biết qua cái vấn đề Phật Pháp. Nhưng mà Đức Thầy giải cho ông rất rõ về vấn đề Phật Pháp, con đường tu hành. Mà thế mà ông có không có duyên với Phật Pháp, không có duyên với như là Đức Thầy, cho nên ông có quy y của bác anh chị em chân đạo. Cuối cùng Đức Thầy mới viết cho ông cái bài coi như là trên dưới là 37 câu để mà đánh thức cho ông Cầu Tào Hạo. Từ cái câu coi như là vô đầu tiên, cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng, Tam Quy, Ngũ Giới, lòng hàng dình theo. Bảo ông nếu như mà ông tu hành coi như là ở bên đạo Phật thì bây giờ ông phải giữ gìn Tam Quy Ngũ Giới. Nghe không? Tam Quy Ngũ Giới, lòng hàng dình theo. Rồi mới chúc ông thòn nhã vững lèo qua bờ giác ngạn, sớm treo gương màu nơi cõi tạm, sông sầu bể khổ làng ngựa xe cám dỗ tao nhân. Cho nên bảo ông Cò Tào nếu như mà ông tu theo đạo Phật thì ông phải gìn giữ cái điều này. Và đồng thời ông phải ráng gìn giữ làm sao cho đúng nguyên tắc của đạo Phật, cô bác anh chị em với đồng đạo. Cho nên Đức Thầy mới kêu gọi ông Cò dài dài tới như mà đồng đạo vừa nêu lên đó, là không những coi như là phá ngũ quẩn rất lần tham ái cõi sân si, cũng phải tạo trừ đem về giác tánh chân như kim thân thể hiện giúp trừ tử sanh. Nói như thế đó là Đức Thầy ngụ ý để bảo cho ông Cò Tàu Hảo biết rằng ông tu theo đạo Phật, ông phải gìn giữ đâu đó rõ ràng bên đạo Phật. Nếu ông là người xuất gia, ông phải ráng tu theo cái hạnh xuất gia làm sao mà cho nó tròn vẹn. Nếu như ông tu mà không tròn vẹn ở bên đạo Phật rồi, coi chừng chì chài ông mất hết, thấy không? Cho nên nếu mà ông tu xuất gia ở bên đạo Phật thì ông phải lại gán làm như vậy. Phải gán làm sao đó là đến ngày biển cạn non mòn, tứ ân đã trả chẳng còn tội căn, thấy không? Ông tu làm sao cho cái biển ông cạn, cái non ông mòn. Biển là ở đây là muốn cho cái lòng ái hà của ông đó. Biển cạn tất nhiên là cái lòng coi như là yêu thương của ông như là cái biển vậy đó, cô bác anh em chứ đồng đạo. Ông gán làm sao cho nó cạn. Non mòn là cái non đây là muốn chỉ cho cái lòng nhân ngã, là cái lòng mà chấp ngã của ông nó tiêu, thấy không? Non mòn tất nhiên là nó tiêu. Thì bây giờ tứ ân ông đã được trả thì không còn tội căn. Còn ngược lại, ông tu mà biển ông không cạn, mà non ông không mòn, lòng nhân ngã ông vẫn còn, mà lòng ái dục ông cũng vẫn không bỏ được, thì bây giờ tội căn không dứt, tức là tứ ân không trả, chì chài ông mất hết nha. Chì chài ông mất hết à. Thưa cô bác anh chị em dòng đạo, cho nên mới Đức Thầy mới kêu gọi viết qua cái bài này từ trong cái chỗ đồng đạo mà nêu lên cho cô bác anh chị em chứ đồng đạo. Nêu lên là cầu tu cho đạt ngũ hương hơi gươm trí huệ Ma Dương Hải Hùng. Ông tu làm sao cho nó đạt được ngũ hương nghe. Còn tu mà không đạt được ngũ hương tất nhiên là
cái sự tu ông như là không thành công được nếu như ông tu bên đạo Phật, thấy không? Mà ngũ hương đó là gì cô bác anh chị em với đồng đạo, Đức Thầy có giải không? Thưa chú quý vị, Đức Thầy chỉ giới thiệu thôi, không có giải trong giáo lý. Rồi làm sao? Buộc lòng chúng ta phải nghiên cứu qua kinh điển của nhà Phật, nhất là cái bộ pháp Bửu Đàng Kinh của Đức Lục Tổ Huệ Năng, là ngài có giải qua vấn đề mà ngũ hương của bác anh chị em với đồng đạo. Bây giờ ngũ hương đó là gì? Một là giới hương, hai là định hương, ba là huệ hương, bốn là giải thoát hương, năm là giải thoát tri kiến hương. Bây giờ ông tu làm sao mà ông được năm cái điều hương này thì coi như là mới được kết quả. Thưa cô bác anh chị em trong đạo, nhưng mà thời gian không có dài, rồi làm sao mà chúng tôi kể hết vấn đề mà ngũ hương của bác anh chị em trong đạo. Thôi giờ nói tóm gọn lại gì nha. Bây giờ ngũ hương, giới hương, định hương và huệ hương, tất nhiên đây là tam vô lậu học của bên người tu thiền. Người tu thiền tất nhiên là tu phải giữ giới nè, cái tâm giới mới sanh định, định mới có huệ, thấy không? Mà nếu như mà cái người tu tới minh thiền mà không tu giới, mà không tu giới tất nhiên là không có định, mà không có định tất nhiên là không có huệ. À, cho nên bây giờ giới định huệ, định được rồi thì huệ đến nơi, huệ có bởi là định rồi mới có. Mà định huệ đủ tâm thần sáng tỏ như giấc mê được mở mắt ra, định được rồi tất nhiên là trong khi đó nếu như chúng ta được tâm định rồi thì chúng ta coi như là cái huệ liền phát khai liền của bác anh em chứ đồng đạo. Mà bây giờ nếu mà không có định tất nhiên là không có huệ, định đa huệ thiểu bất ly vô minh, huệ thiểu định đa thì tăng trưởng tà kiến, mà định huệ đẳng cố tức đắc giải thoát. Mà định nhiều huệ ít tất nhiên là không bao giờ rời khỏi được cái vô minh, mà huệ nhiều coi như là định ít tất nhiên là chúng ta không bao giờ coi như là giải thoát được. Cho nên phải là định huệ đẳng cố, tất nhiên là hai cái đó là phải đi đôi, phải đi đôi của bác anh chị em chứ đồng đạo. À, vì vậy cho nên là ở đây là tu giới, tu định, tu huệ là ở bên đạo Phật. Còn bây giờ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta có giới định huệ, cô bác anh chị em chứ đồng đạo? Có. Giới tất nhiên là tám điều răn cấm. Định tất nhiên là chúng ta phải thành tâm niệm Phật. Mỗi một câu niệm Phật là diệt được một niệm chúng sanh, mà niệm niệm Phật ắt lìa được tất cả các niệm chúng sanh, cho đến nhất tâm bất loạn, thì cái dụng niệm chúng sanh đã hết là định, thấy không? Mà định được rồi thì có huệ, mà huệ ở đâu? Đức Thầy nói hiền lành. Người hiền là tâm trí thông minh. Cái người hiền là tâm trí thông minh, tất nhiên là khi mà chúng ta đã có huệ rồi thì chúng ta coi như là được sáng sủa liền, cô bác anh chị em chứ đồng đạo quý vị. Mình thấy bằng chứng không? Người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo như tín đồ lục tỉnh mà Đức Thầy giới thiệu ở trên coi như là ở ngoài miền Đông, phải không? Không biết một chữ mà coi như là trong khi đó thi với Nguyễn Bình coi như là được như là đoạt giải, phải không? Rồi bây giờ người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo bây giờ kể ra mấy ông giảng viên hết á, có cái ông nào mà học được cái trình độ tới 12 không? Có không? Không bao giờ có. Từ coi như là lớp á, là lớp 4, lớp 5 mà bằng cấp tiểu học đó là xong mà, chứ không có ông nào mà giỏi trần trời. Vậy đó mà ông là thanh sĩ coi như là bằng cấp tiểu học mà đi ra ngoài Nhật ở ngoài là vô trong cái trường Quốc Đa ngoài, mà trong khi nó giải coi như là trường giống như là Quốc Tử Giám vậy, cô bác anh chị em đồng đạo, phải không? Cái đó huệ đó, cái đó là huệ đó. Rồi bây giờ coi như là kể như là ông Hai Tho, ông Út Điền á, là trong khi đó có nhiều ông coi như là giảng viên chú Bay Ưởng của mình, không có ông nào mà được cái trình độ đó lớp 9, lớp 10 trong, cô bác anh chị em đồng đạo. Vậy đó ha. Mà đó giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo, ông nào coi như là cũng như là nói đạo được, không phải quý vị mình ngồi đó nghe trong khi đó tôi trình bày để nghe quý vị coi như là trình độ không có bao nhiêu nha. Mà bây giờ đó, đối với Phật giáo Hòa Hảo vậy nha, ở bên ngoài mà ta hỏi quý vị mình trả lời rớt trơn trâu, không bao giờ coi như là thiếu sót. Nhờ vậy, nhờ niệm Phật đó cô bác anh chị em với đồng đạo, nhờ định tâm, nhờ niệm Phật mà có huệ, thưa cô bác anh chị em đồng đạo. Rồi bây giờ đã có giới định huệ rồi, bây giờ có gì nữa cô bác anh chị em trong đạo? Là phải giải thoát hương. Giải thoát hương, mà giải thoát hương tất nhiên là bây giờ quý vị mình vẫn có tiền có của giống như bao nhiêu người khác, nhưng mà chúng ta không có tham đắm, không đúng không? Không có tham đắm. Như vậy là có dư chứ hưởng riêng thân, nên cho kẻ khác lây phần ấm no, được như vậy mới được kho công đức, sống đời đau khổ cực gì đạo trong tâm thần được thảnh thơi, tìm mang sắc tục khắc tục mà đời thần tiên, không sắc tục mà đời thần tiên. Cho nên bây giờ cái người tu tín đồ Phật giáo Hảo chúng ta sòn sòn vậy đó, mà Đức Thầy nói là ta bây giờ tu niệm tầm thường không có gì trơn, nhưng mà sao danh thể xả hương khắp chốn, đây có hương không, có phải là giải thoát hương không? Xả hương khắp chốn, phải không? Rồi người tu của chúng ta sau này đấy hen, là không có một mùi thơm nào mà bay ngược chiều gió thoảng, chỉ có hương thơm người đức hạnh là bay ngược gió khắp một hương. Cái người tu của mình sau này coi như là thơm đó cô bác anh chị em cho đồng đạo, đó là người tu như thể bá tòng, ai ai cũng quý, cũng trông, cũng nhìn hết, đó là giải thoát hương, là người tu của chúng ta bây giờ đấy hen, là hình thức như vậy. Nhưng mà thật sự ra chúng ta đã có tu tập hướng giải thoát rồi. Rồi bây giờ giải thoát tri kiến hương đó là sao?
giải thoát tri kiến hương, tất nhiên là mình đã được giải thoát rồi, mình không trầm không thủ tịch, hưởng vào trong cái cảnh vô đó. Ví dụ mình giàu không hưởng cảnh giàu, mình đã được có cái trí tuệ, mình không nên tận hưởng cái trí tuệ của mình, mà mình phải đem trí tuệ đó để mà ban rải cùng với bao nhiêu người khác. Mình đã gặp con thiền Bát Nhã có lý nạp ích kỷ tu thân, thấy không? Phật tổ xưa còn ở nơi trần này gắng sức ra công hoằng quá. Vì vậy cho nên là người nào đã hiểu được cái đôi chút về vấn đề đạo rồi đó, cô bác anh chị em với đồng đạo, không có ích kỷ, không có riêng tu cho mình, mà ban rải hết những cái ý kiến của mình để cho người khác đồng biết, đó là giải thoát tri kiến hương. Mình đã giải thoát rồi, mình giải thoát cho bao nhiêu người khác, đó là tri kiến hương đó cô bác anh chị em với đồng đạo. Thôi nói gọn gọn vậy đó nghe, là cầu tu cho đạt ngũ hương, có nghĩa là chúng ta tu làm sao cho nó đạt được là giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát hương, giải thoát tri kiến hương. Là chúng ta nếu mà đạt được như vậy rồi thì được có cái trí gương trí huệ liền, được có gương trí huệ là hư gương trí huệ ma dương hái hùng. Thưa cô bác anh chị em đồng đạo, vậy thì bây giờ chúng ta có cái gương trí huệ chưa chứ quý vị? Thưa cô bác anh chị em đồng đạo, có không chị Tân? Có gương trí huệ, nhưng mà tại vì chúng ta chưa có đạt được ngũ hương cho nên cái gương trí huệ chúng ta dung lên rồi đó là ma dương nó không có sợ, không có sợ, đúng không? Mà nếu mà chúng ta có cái gương trí huệ rồi đó hen, là chúng ta cần phải mài. Cô bác anh chị em đồng đạo, mà đức thầy đã bảo cho chúng ta sao? Mài, mài gương trí cho tinh cho khiết mới dứt tâm trần kiếm chữ sắc không, là phải mài. Mà phải mài đó là chúng ta nếu mà được như vậy rồi thì đức thầy mới bảo cho chúng ta một đoạn trong quyển năm đó là ráng tu làm sao đó nghe, là thường khoát, là thường nhớ cái câu đại lực đại hùng mới có gương trí huệ. Thường nhớ câu đại lực đại hùng, thắng thất tình, giữ vẹn đạo chung, trừ lục dục, chớ cho ô nhiễm thập tâm ma, mới diệt bằng trí kiến. Đấy là hư gương trí huệ đó. Hư gương trí huệ ma dương hải hùng là thập tâm ma đó, tất nhiên là 13 con ma đó. Mà 13 con ma đó là hỷ nộ ái ố ai cụ dục nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, cộng lại coi như là 13 con. 13 con ma đó là hư gương trí huệ ma dương, thấy không? 13 con ma. Mà giờ giữ đừng cho ma dương dẫn dắt, thường nhớ câu đại lực đại khủng, thắng thất tình, dưỡng vẹn đạo trung, trừ lục dục, chế cho ô nhiễm thập tâm ma, diệt bằng trí kiếm, đúng không? Diệt bằng trí kiếm mà dứt xong rồi thì vô sự thảnh thơi liền, cô bác anh chém với đồng đạo rõ ràng. Đó là hư gươm trí huệ là ma dương hải hùng. Chúng ta có cái gươm trí huệ đó là ma dương sợ liền, cô bác anh chém với đồng đạo, thấy không? Thôi gọn gọn vậy đi nghe. Làm cho chúng phục tùng chân lý trong sắc thân, giám thị lục căn. Thưa cô bác anh chị em với đồng đạo, bài danh từ giám thị đó là làm sao? Giám thị, giám đó là xem, mà thị đó là thấy. Mà giám thị ví dụ như bây giờ trong cái trường học, cử một người đứng ra đại diện làm giám thị, thì cái ông giám thị này có trách nhiệm là quản lý nhìn xem xét hết, như là trong cái trường học đó. Trong trường đạo học cũng vậy, cũng có cái ông giám thị. Nhưng mà ở đây đức thầy bảo cho chúng ta cái danh từ giám thị này không phải giám thị quan sát những người ở bên ngoài. Giám thị quan sát ở bên ngoài đó tất nhiên là thuộc về như là bên ngoài bên tướng. Mà đức thầy bảo cho chúng ta rằng giám thị đây là giám thị lục căn của mình. Thấy không? Lời Phật dạy thắng ngàn binh vạn mã, là người nào có tài nó là quản lý cầm binh cầm tướng, nó là vạn mã vạn binh đi chăng nữa, đó là giám thị bên ngoài. Không có hay. Mà ở đây lời Phật dạy thắng ngàn binh vạn mã thua bằng người tự thắng lũ vọng tâm. Thấy không? Thắng lũ vọng tâm tất nhiên mình giám thị mình. Mình giám thị mình mà đức thầy nói là trong sát thân là giám thị lục căn, có nghĩa là soi xét lại lục căn của mình. Thấy không? Lục căn của mình soi xét lại mình. Mà soi xét đó là sao? Lúc bây giờ coi như là trong khi đó là một đoạn dài gì chúng ta coi như là quan sát gì là cô bác anh em chứ đừng đạo vào ra trong chốn ăn chơi như chăn thu nọ lội bơi trong hồ. Chăn cũng chẳng nhiễm ô trong nước, nước không cầm giữ được, ánh trăng tự do đi lại ngày hằng không biện, ai đón ai ngăn được mình. Mắt chi cũng chẳng chim, sắc chi cũng chẳng chim được mắt, là giám thị của mắt, không? Sắc chi cũng chẳng chim được mắt, mắt tự do ngắm vật trong ngoài, đẹp không làm vọng niệm mê sai, xấu không khởi ý chề bài gớm nhòm, là giám thị được con mắt, không? Tiếng chi cũng chẳng làm tai mến, tất nhiên là nghe cái tiếng giọng ca như là minh cảnh lệ thủy là thanh kim huệ gì đó, không? Tiếng chi cũng chẳng làm tai mến, tai tự do nghe tiếng dở hay, dở không buồn ghét nơi tai, hai không buộc phải chuyển lai trong lòng, đó là giám thị được cái lỗ tai, không? Giám thị lục căn mà. Mùi chi cũng chẳng lung được mũi, mà mũi tự do là để mũi cắt mùi, thơm không làm nải ý vui, hôi không
sanh khởi ý gì chán chê đó là mình coi như là giám thị được cái lỗ mũi. Nhưng bữa nay đi đám này ha, tất nhiên là cái miếng ăn của mình mùi á là vật chi cũng có chẳng sờn động lưỡi, lưỡi tự do nếm thử cách gì ngon không làm mến ưa chi, hôi không dở không sanh sanh khởi ý gì chán chê. Tất nhiên bây giờ coi như là tự chủ được đi đám đi tiệc gì có nhà có gì ăn nấy, có gì ăn nấy xong rồi thôi, không nhớ là tự chủ là giám thị được coi như là cái miếng ăn của mình. À mà cọ coi như là trong cái thân xác của mình cũng vậy, thân xác của mình coi như là vật chi cũng là chẳng sờn đồng ý. Tức ở đây nói qua cái ý đi, nghe không, ý tự do xử trí vật danh trong sanh tử dược tử sanh ti mang sát tục mà đời thần tiên, tất nhiên là trong đó là giám thị được lục căn, mắt xem sắc tướng cũng như không, tai lắng âm thanh chẳng động lòng, mũi ngửi hương thơm như chẳng có, lưỡi lường mấy vị cũng là không. Tất nhiên bây giờ là sắc thinh hương vị xúc pháp không làm sao để cho coi như là để lục căn của chúng ta sanh khởi, đó là giám thị lục căn. Mà đã giám thị lục căn rồi là sao, cái kết quả nó là sao? Nếu như mà sáu căn không bị sáu trần đeo thì sáu thông sẽ về theo tức khắc liền, là có lục thông liền của Pháp Hành Dương Trần Đạo, thấy không, có lục thông liền. À, vì vậy cho nên bây giờ chúng ta nếu mà giám thị lục căn, đừng cho chúng tính lăng hoàng ngoài thì chấp thủ mà ngăn lục trần, tất nhiên là trong đó là sáu cái trần sắc thân hương vị xúc pháp mà ngăn lục trần, tất nhiên là không cho gió trần để mà nó săn mà nó thổi tạc vào bên trong của mình. Cái đó coi như là ngăn được lục trần đâu, mà đã ngăn được lục trần rồi tất nhiên là bây giờ cái tâm chúng ta được thanh tịnh, phải không? Ngày đêm hãy tự mình suy gẫm ngăn gió trần, ai mà ngăn gió trần cho lặng sống tâm, sống tâm còn thấy lạc lầm, trời tròn lại thấy nhan sẹo sọ, sống thì đột vật không lộ rõ, lặng thì trong chiếu tỏ thanh hình, sớm làm cho tâm được thanh bình, tâm ấy sẽ màu linh trở lại, của bác canh dân dòng đạo. Vậy thì ở đây là trong sắc thân giám thị lục căn, đừng cho chúng tính lăng hoàng ngoài thì chấp thủ mà ngăn lục trần. Mà đồng đạo hỏi sáu câu này của bác anh chị em dòng đạo là phương pháp hành đạo rất là chi ly, và phương pháp này là cuối cùng người tu của chúng ta giữ được là sáu căn không nhiễm sáu trần, là chúng ta sẽ được có sáu thần thông, nhân căn trần thanh tịnh viên thông nhi đắc lục thông thể hiện giả giả. Sáu căn này không nhiễm sáu trần là chúng ta sẽ được có sáu thần thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, rồi cuối cùng là lậu tận thông, tất nhiên là chúng ta được đắc đạo liền của ba canh chim chim đạo. Thôi thì sáu câu này chúng tôi hoàn con gọn đến đây cũng xin hết, và xin trả lại cho dân chủ và ý kiến của toàn thể chư quý vị, nếu có điều chi bằng thêm thì bàn, không có xin phép cho thông qua. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Để tiếp theo chương trình, xin mời tất cả quý đồng đạo chúng ta đến đây để đặt câu hỏi quý vị. Có ai hỏi quý vị? Nếu không có mời quý bà quý cô đi. Dạ. Xin mời bên nữ đến đây để đặt câu hỏi. Kính thưa chú quý vị đồng đạo, cũng như tôi xin hỏi một câu của Đức Thầy mình cũng cho biết là bài mắt nhìn trần đỏ niệm Di Đà, nguyện giấy thân này khỏi đọa xa, muôn đạo hồng quang quay Đức Phật, xoay đường minh thiện đến Long Hoa. Mà tôi xin được biết, chú Tư cho biết là đến Long Hoa là đến đâu? Và như thế nào tu sao đi đến Long Hoa được hay là không? Có được gặp Phật không? Bởi vì có nhiều người ta chích cái câu đó, nay tôi xin được phép hỏi chú. Nam mô Di Đà Phật. Chân thành cảm ơn chị. Bây giờ quý vị cho phép chúng tôi trình bày cái đề tài này dài dài chút đi nha, là kết thúc luôn cái đề tài bữa nay cũng được nữa. Được không? Tại vì cái đề tài này là cái đề tài đang nghi vấn và cũng là một cái đề tài nóng cho tín đồ Phật giáo Hòa Hảo của chúng ta, mà có rất nhiều người coi như là đang nghi về vấn đề chương trình niệm Phật của chúng ta, phải không? Nhiều cái đạo tràng đang thực hiện chương trình niệm Phật, có không? Nhưng mà quý vị mình hồi xưa đó, trước khi vào trong cái thời khóa niệm Phật đó, là quý vị mình có đọc câu này không? Ai cũng đọc chứ phải không? Thôi bây giờ bữa nay xin trình bày cùng với quý vị sẵn nhân sự tùng sự trong cái ngày lễ làm tùng mãn phục nơi gia đình của đồng đạo Đông Go, và được nhân duyên may và được đồng đạo nêu lên câu này trúng tủ. Ở đây không phải chúng tủ của tôi, mà chúng tủ của quý vị đó, đang thắc mắc, đang nghi nan và đang tìm hiểu coi như là chỗ này nó bị mâu thuẫn, đúng không? Mâu thuẫn,
mà mâu thuẫn cách sao? Tại sao bây giờ là niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, có thiện căn sớm lại cửa thiện câu niệm Phật, chờ ngày chung cuộc là đến kết thúc rồi, là cuối cùng của câu niệm Phật là được quảng sanh về thế giới Cực Lạc, mà Đức Thầy nói là cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành được cứ cánh giờ nơi âm dương, thấy không? Chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng thốt mà đồ nhất cục liên hồng, đúng là vậy, là niệm Phật nữa mà cầu về Cực Lạc. Mà tại sao trong đoạn này chúng ta trước khi niệm Phật là chắp tay cái nguyện, nguyện đó là mắt nhìn trần đỏ niệm Di Đà, cái nguyện giá thân này khổ độ xa, cái muôn đạo hồng quang quay Đức Phật có sâu thường minh thiện đến long qua, mình niệm Phật cầu về Phật, cái câu này chuyển qua long qua liền. Chuyển qua long qua liền. Rồi có nhiều người coi như là rất thắc mắc, nói là tôi không chịu về long qua, tôi không chịu về long qua, tôi chịu về Phật ha, rồi giờ bắt buộc cái câu này tôi về long qua rồi làm sao, có không? Thưa cô bác anh chị em, chứ đồng đạo nó rất là đặc biệt. Rồi bây giờ cái câu này coi như là có nhiều thắc mắc, trước khi trình bày còn với quý vị, tôi đưa lên cái nghi trước nghe, nghi trước để cho quý trình bày còn với quý vị. Bây giờ cái nghi thứ nhất, mắt nhìn trần đỏ niệm Di Đà, quý vị mình niệm Phật có khi nào mà nhìn trần đỏ không? Có không cô bác anh chị em chứ đồng đạo? Niệm Phật là niệm Phật, niệm Phật coi như là hỏi niệm, coi như là mình nó suy nghĩ và niệm Phật mới quay trở về tâm là thấy ông Phật trong tâm của mình. Chứ mận gì niệm Phật mà nhìn cái chân đỏ mà nhìn gì hoài vậy? Chân đỏ đâu đó. Rồi cái ý nghĩa thứ hai nữa, bây giờ quý vị mình thấy bây giờ cái đó là cái chân đỏ hay chân già? Mà tại sao ông nói bây giờ cái câu này là mắt nhìn chân già niệm Di Đà, mà nó là chân đỏ? Mà cái đó là có phải chân đỏ không cô bác anh chị em chứ đồng đạo? Chân già mà. Phải không? Cái này là cái nghi, là thứ ba, phải không? Như vậy bây giờ là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tại sao con mắt mình lại niệm cái như là trước khi niệm lại nay như là nhìn trần đỏ trần già vậy hả? Rồi bây giờ cái câu thứ hai thắc mắc có chỗ là nguyện giải thân này khỏi đọ xa. Thưa cô bác anh chị em xin lỗi, nếu mà khỏi đọ xa tất nhiên là không rớt xuống ba con đường ác, phải không? Không rớt xuống luân hồi sáu đường sinh tử, đúng không? Mà giờ cái câu chót á là nguyện giá thân này khỏi đội sao muôn đạo hồng quang qua đúc ạc sau đường minh thiện đó, đến long qua, đến long qua đức như thời kỳ mà thượng quan tánh đức sau này, thượng quan tánh đức sau này hết khuất rồi, bây giờ cũng trở về con đường sáu đường sinh tử, đúng không? Sáu đường sinh tử vẫn còn đâu, bây giờ ra khỏi được, mà cái chỗ này là khỏi đội sao mà không? Rồi muôn đạo hồng quang quay Đức Phật. Thưa cô bác anh chị em chứ đồng đạo, muôn đạo hồng quang quay Đức Phật. Bây giờ Đức Phật ở Di Đà có muôn đạo hồng quang bằng cách làm sao mà chúng ta đang nghi ngờ là giờ mình niệm Phật không biết là ông Phật A Di Đà có thấy mình không chứ? Không biết ông có chứng minh cho mình được hay không đó, mình niệm thầm thầm không biết ông có nghe không. Cho nên có nhiều đồng đạo nói thôi bây giờ mình niệm lớn để cho ông Phật không nghe, chứ mình niệm thầm cái này làm sao ông Phật không biết. Nghi vậy đó đồng đạo hồng. Rồi cái nghi cuối cùng, rồi cái câu này đó là soi đường minh thiện đến long qua. Rồi đồng đạo nó thôi giờ tôi nguyện tôi cầu về Phật hả? Tại vì chỗ nào Đức Thầy cũng bảo cho chúng ta về Phật hết trơn trời, mà tại sao chỗ này coi như là Đức Thầy bảo chúng ta về cái hậu long qua? Như vậy bây giờ mình cũng kẹt ở hậu long qua còn sao? Đồng đạo nó có nhiều khi nói bởi vì là cô bác anh chị em với đồng đạo, nói bây giờ tôi tu hành đang tu tập vậy đó nghe, mà sau này hen là tôi vui vui hen là tôi ở hậu long qua chơi hen, còn tôi không vui là tôi đi thẳng về Phật luôn cái một hà, tôi không có chịu ở hậu long qua đâu, hậu long qua còn sanh tử. Nhưng mà thưa cô bác anh chị em đồng đạo, cái câu nói này chúng ta nên thận trọng nghe, nên kỹ lưỡng nghe, là con người chúng ta được về hậu long qua không phải là cái chuyện đơn giản đâu nghe, không có dễ đâu, mà cái bà chị mà hỏi đó là cái cách thức nào, tu tập ra sao và công đức như thế nào mà được giữ hậu long qua, không phải là đơn giản nghe. Thưa cô bác anh chị em đồng đạo, cho nên chỗ này buộc lòng chúng tôi bữa nay như là xin phân giải cùng với quý vị từng tiết mục để mà chúng ta coi như là hiểu biết. Có nhiều khi chúng ta đã đọc lên cái câu này trước khi niệm Phật thì chúng ta đọc lên mà đọc theo vậy chứ không biết coi như là ý nghĩa làm sao nữa, đúng không? Phải hiểu nghĩa mới được, mà đọc không hiểu nghĩa rồi làm sao mà biết được coi như là chúng ta về đâu vậy? Phải không? Cầm cái bản đồ mà bây giờ bản đồ ta vẽ đâu đó rõ ràng, phải không? Mà chúng ta cứ cầm cái bản đồ vẽ hoài như vậy, trong khi đó là không biết cái bản đồ này vẽ, mà chúng ta không hiểu là ví dụ như cầm cái bản đồ Sài Gòn ở đến đi, chỉ đường Trần Hưng Đạo, chỉ đường như là Lý Chính Thắng,
chỉ đường coi như là cái gì đó dần dần mà không biết cái đường đó ở đâu trân trọng rồi sao đi không biết làm sao đi. Thôi bây giờ nói gọn lại gì đi, bây giờ xuất xứ qua bốn câu này được đồng đạo nêu lên đó là Đức Thầy viết vào năm 1941 ở tại gia đình của ông Ký Giỏi. Thưa cô bác anh chị em với đồng đạo, thì bây giờ gia đình của ông Ký Giỏi đó là được Đức Thầy tá túc ở dưới trong thời gian để mà Đức Thầy như là truyền bá đạo pháp gì cái người Pháp rất khó, cho nên bây giờ Đức Thầy mới ở gia đình của ông Ký. Nhưng mà ở đây là mai thai coi như là ông Ký được coi như là quy y với Đức Thầy. Sau khi quy y rồi cô bác anh chị em với đồng đạo, ông hành trì qua pháp môn tịnh độ là được Đức Thầy truyền cho ông Ký Giỏi và chỉ cách cho ông Ký Giỏi để mà hành trì qua pháp môn là tịnh độ này. Ông Ký Giỏi coi như là luôn luôn lúc nào cũng tuân thủ và hành đạo và đúng theo cái phương pháp của Đức Thầy đã chỉ dạy nha. Rồi hôm một hôm nọ đó, cái Đức Thầy mới nói với ông Ký, anh ông Ký, tôi nói cho ông biết nghe, ông muốn về cái cõi Phật ông phải đi tu theo pháp môn tịnh độ, phải coi như là đúng khuôn mới được. Rồi Đức Thầy mới chỉ dạy cho cái cách phương pháp niệm Phật. Nó ông niệm Phật bây giờ ông niệm không cần phải lấy số lượng cho nhiều, mà ông cần phải niệm câu nào rõ ràng câu nấy, như là không cần phải là một tiếng đồng hồ 40 phút, mà ông chỉ cần niệm câu nào rõ ràng câu nấy, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chữ nào câu nào rõ ràng câu nấy, thì bây giờ ít nhiều chỉ là tùy theo cái khả năng của ông. Cho nên một hôm nọ ông xã bộ Dương Hương Hào mới đến xuống với gia đình đó là cung Ký Giỏi, mới hỏi coi như là ông Ký, sao tôi thấy anh Ký sao niệm Phật ít quá vậy, nghe không? Cái ông Ký trả lời nó là tại thầy dạy tôi vậy, thầy dạy tôi niệm Phật đâu đó rõ ràng được câu từ chữ, nghĩa là không có nên xen tạp và cũng không nên vọng động trong cái lúc niệm Phật, cho nên tôi hành trì vậy, hành ít nhưng mà chất lượng, chứ không nên cần phải hành nhiều để lấy số lượng không đạt kết quả đó. Từ trong chỗ đó Hương Hào với ông xã bộ nghe vậy, rồi từ đó trở về sau hành theo cái pháp môn tịnh độ đó cô bác anh chị em với đồng đạo. Quý vị mình được biết đó là ông Ký Giỏi sau khi đó hành trì qua pháp môn tịnh độ của Đức Thầy là biết trước thời gian 3 tháng. Biết trước thời gian 3 tháng coi như là được giảng sanh. Nhân đó Đức Thầy mới viết cái bài này. Viết cái bài này là đặc biệt là riêng cho ông Ký Giỏi ở tại Bạc Liêu nha. Cái bài là mắt nhìn trần đỏ niệm Di Đà nguyện giới thân này khổ đội sa môn đạo hồng quang quay Đức Phật soi đường minh thiện đến Long Hoa. Đức Thầy viết trong cái vở xong, Đức Thầy mới giải thích trong cái vở được biết luôn. Là tôi nói cho ông biết nghe, là mắt nhìn trần đỏ niệm Di Đà là trần đỏ, là thể hiện cho Phật Pháp Tăng, là thể hiện cho mười phương chư Phật. Ông mắt nhìn trần đỏ đó là Phật. Bây giờ tất cả các Phật cốt, Phật tượng, Phật nào cũng như là bây giờ nó cũng trở về tướng không, nó không còn chính xác. Mà ở đây là có mười phương Phật, thập phương Phật, thập phương Pháp, thập phương Tăng, là mắt nhìn trần đỏ là mắt nhìn Phật, đúng không? Đó là coi như là Đức Thầy giải thích cho ông Ký Giỏi được biết, mắt nhìn trần đỏ là mắt nhìn Phật, mà mắt nhìn Phật đó là ông phải trở về tâm, nghe không? Dùng tâm ngó chứ nên dùng mắt ngó, lấy tâm nghe đừng có lấy tai nghe, ngó nghe luôn trong lòng chẳng bỏ bê bọn lục tặc hết lâm le thấy rồi. Cho nên bảo là mắt nhìn trần đỏ là mắt nhìn Phật, mà Phật đó tất nhiên là trong tâm của mình, cho nên chẳng nói vắng dài Phật nọ tức tâm. Tức tâm thị Phật, mắt nhìn trần đỏ là lấy con mắt lòng của mình, nhãn tạng niết bàn diệu tâm, nhìn vào ông Phật tâm của mình. Cho nên đó là niệm Phật là niệm bản lai thanh tịnh của Phật, cho cõi lòng mình được nương vào trong đó sáng suốt và chẳng còn nhiệt chuột nhiễm trần ai. Đó là mắt nhìn trần đỏ đó, chứ không phải mình coi như là cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật mình mắt nhìn coi như là trần đỏ trần trăng gì nha, không đúng nha. Thưa cô bác anh chị em trên đồng đạo, cho nên trước khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật là mình phải quay trở về tự tâm của mình bỏ tất cả các việc bên ngoài, là chỉ cần vũ sạch bụi hồng, tức là trước giây phút chút mà linh hồn ra đi niệm Phật, tất nhiên là chúng ta phải trở về với tâm của mình, đó là mắt nhìn trần đó niệm Di Đà. Thưa cô bác anh em với đồng đạo, rồi bây giờ đúng lý ra chúng tôi phải trình bày là thêm một đoạn qua cái ý nghĩa nữa đó nghe, nhưng mà sợ không có thời gian hết đi nghe. Chứ đúng lý ra coi như là tại sao bây giờ hiện tại bây giờ chúng ta thờ trần già, mà ngay trong cái thời điểm đó mà Đức Thầy bảo chúng ta niệm trần đỏ, mà từ khi trần đỏ mà chuyển sang trần già này có cái lý nào không, phải không? Chỗ đó trong khi đó là chúng ta phải trình bày một khúc nữa mới đúng, nhưng mà không có thời gian quý vị mà cho phép, không cho phép tôi trình bày khúc này nữa hả? À, bây giờ sẵn lỡ rồi nói luôn đi nha, nói luôn đi, nếu mà nói gì nó cũng còn như là chưa rõ ràng lắm.
Ừ, bây giờ lỡ nói rồi, phải không? Lỡ nói rồi tới đâu tới. Thưa cô bác anh em với đồng đạo, vậy thì bây giờ ở đây là mắt nhìn Trần Đỏ, tất nhiên là đức lúc thầy ra đời đó, đức thầy như là thờ Trần Đỏ, tất cả người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta đều thờ Trần Đỏ hết. Vì vậy cho nên đức thầy nói là trong cái mục mà thờ phượng đó cô bác anh em với đồng đạo, trong mục thờ phượng á là đức thầy á, lúc mà đức thầy vừa mới ra đời là bảo tất cả tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là ai cũng phải thờ Trần Đỏ. Nhưng mà đức thầy nói trong đoạn đó như vậy là cũng có kẻ coi như là lợi dụng nền tôn giáo, tất nhiên là lợi dụng coi như là cái tông phái của Mũ Sơn Kỳ Hương. Tại vì đức thầy cho chúng ta biết ngài là thấu thân của đức Phật thầy Tây An, mà đức Phật thầy Tây An khi xưa coi như là thờ Trần Đỏ, hôm nay coi như là đức thầy là thấu thân của đức Phật thầy Tây An trở lại cũng phải bảo đệ tử coi như là thờ Trần Đỏ ha. Thưa chứ quý vị, nhưng mà lúc mà thờ Trần Đỏ rồi đó nghe, thì bây giờ vào ngày mùng 8 tháng Giêng năm 1940 đó, thì ngay thời điểm bây giờ đó là do nơi cái ông Lâm Văn Quốc đó, cô bác anh danh chính đạo mình cũng được biết đó nghe, ông tên là Lâm Văn Quốc, cũng gọi là ông Đạo Quốc mà cũng gọi là ông Đạo Tưởng. Cái ông tự xưng ông là người trong đạo, nhưng mà trong khi đó ông học được coi như là trong ông cậu của ông đâu, coi như là trên Tân Châu của chánh á, là luyện bùa luyện ngải gì ở đâu trên núi á, cái ông học được coi như là cái phép đó. Cái ông về ông Tưởng, ông Tưởng coi như là tưởng nước tưởng non, cho nên ta mới đặt ông là ông Đạo Tưởng. Còn người bệnh bắt đầu ngồi trên cái ghế đó đó, bắt đầu cái ông không cần đi bệnh gì hết, mà ông chỉ coi như là tưởng vậy đó, không biết ông tưởng gì. Mà sau khi đó người bệnh coi như là được cái chỗ truyền, sau đó bắt đầu cái hết bệnh, hết bệnh. Cho nên người ta mới như là thông tin ra khắp cả các nơi, như người ta đặt ông tên ông Đạo Tưởng. Nhưng mà đến coi như là sau khi đó ông thu thập được tín đồ đông quá đông rồi, ông mới coi như là có tạo ra cái điều kiện để mà ông giấy khởi nghĩa binh để mà chống Pháp. Thưa các bác anh em đồng đạo, ông mới tuyên bố là đầu tiên coi như là trước khi khởi nghĩa quân để mà chống Pháp đó, là ông bắt gia đình của ông Hưng Tuần Hiếm đó, tất nhiên là ông Nguyễn Trăng Hiếm đó, là bắt cả vợ chồng coi như là ông Hưng Tuần Hiếm ra đầu tiên là chém đầu tế cờ hai vợ chồng của ông Hưng Tuần Hiếm. Và trong cái mâm xôi rất lớn như vậy nè, ông nấu xôi rất đông, rất nhiều lắm cô bác anh em dân đạo, là chém đầu bắt đầu mới lấy máu đựng, rồi lấy máu bắt đầu mới rắc cái trên mâm xôi á, cắt cho nó ướt đỏ trên, giống như là cái loại gì mà người ta xôi đó, cho nó màu nó đỏ lại đó. Mà giờ không lấy cái mà lấy cái màu đó mà lấy máu rúi vào trong mâm xôi của bác anh em trong đạo, rồi bắt đầu mới dắt cho ngựa cục gì đó ăn xôi máu. Ăn xôi xong bắt đầu bắt coi như là phải thề coi như là chết sống để mà chống Pháp. Thưa cô bác anh em trong đạo, bắt đầu cái ngày đó ông kêu gọi là khởi hành là cái ngày mùng 7 á. Cái ngày mùng 7 tháng Giêng năm Canh Thìn năm 1940 là cái ngày bắt đầu ổng là chiêu quân ra để mà chống Pháp. Thưa chú quý vị, thì bây giờ khi mà ra quân rồi đó, ông chủ quận ở quận Tân Châu là ông Nguyễn Tấn Lễ, ổng mới thấy vậy bắt đầu là ổng mới là cho ra quân để mà trong khi đó là dàn xếp an ninh về cái vụ này. Nhưng mà khi ra rồi đó cô bác anh em với đồng đạo, thì bắt đầu ông Đạo Tưởng á, ông Lâm Văn Quốc á, ổng là tự xưng ổng là Minh Hoàng Quốc, ổng là một vị vua để mà chống Pháp. Thì bây giờ coi như ổng ra lệnh trong cái đệ tử của ổng, ổng nói bây giờ cứ việc quý vị coi như là không có gì đáng sợ trên trời á, tôi có một cái cách coi như là cái phép bùa của tôi rồi đấy hen, là súng bắn không có nổ, quý vị đừng có sợ, không có chết chóc gì đâu. Ổng nói là súng bắn không có nổ. Vậy rồi bắt đầu trong khi đó quân của Pháp bắt đầu nó bao dây tròn chân, nhưng mà nó chưa coi như là có cái lệnh, không có coi như là lệnh là bắt thôi chứ không có lệnh là bắn. Nhưng mà ông chủ quận Nguyễn Tấn Lễ bắt đầu ổng mới là đưa súng chỉ thiên đó là ổng bắn, ông bắn ba phát chỉ mà khiến sao không biết, mà cái súng bắn không nổ thiệt, nó kẹt đạn sao không biết, bắn không nổ. Ông nói đó thấy không, đó đàn tôi có làm phép rồi, súng bắn không nổ mà. Rồi bắt đầu trong khi đó đó là ông Nguyễn Tấn Lễ đen là ông cho là binh là phục hết trơn trậu luôn. Rồi ông kêu coi như là phải đầu hàng để mà cho bớt cái sự chết chóc. Nhưng mà trong khi đó ông Minh Hoàng Quốc, tức như ông Lâm Văn Quốc á, ông không chịu đầu hàng. Không đầu hàng rồi buốt ông Nguyễn Tấn Lễ bắt đầu ra lệnh bây giờ là bắn thiệt. Thì bây giờ là cái súng lệnh của ông là Nguyễn Tấn Lễ bắn không nổ thiệt, nhưng mà mấy cái súng ngoài bắn nổ thiệt, nó nổ một lọt dài luôn vậy đó hen, là mấy chục người chết tại trong chỗ đó, coi như là mấy trăm người đều bị bắt hết cô bác anh em với đồng đạo. Mấy trăm người đều bị bắt hết. À,
Vì vậy cho nên bây giờ mấy trăm người bị bắt đó là cái đạo đó là cái đạo Vũ Sơn Thiện Hương thờ Trần Đỏ. Tất nhiên ông là Lâm Văn Quốc, ông tự xưng, ông tự xưng là tín đồ của Vũ Sơn Kỳ Hương thờ Trần Đỏ. Thì bây giờ tín đồ của Đức Thầy Phật Giáo Hòa Hảo cũng thờ Trần Đỏ. Cho nên bây giờ đó, sau khi cái cuộc đó là bắt xong rồi đó, bắt đầu là ông Nguyễn Tấn Lễ ông mới ra lệnh. Ông ra lệnh là những người mà có liên can đến như là cái vụ án này đều phải bắt hết. Bắt hết. Cho nên bây giờ là những người đó bắt đầu mới đi lục soát, đi chi nã, đi lục soát, đi bắt. Bắt không? Thưa cô bác, anh chị em với đồng đạo. Lúc đó rồi bắt đầu là người nào mà thờ Trần Đỏ, người nào mà có bàn thông thiên nó đều bị bắt hết. Không? Bị bắt hết. Vì vậy cho nên bây giờ có cái bài của Đức Thầy viết như là cái bài mà nhổ bàn thông thiên, quý vị mình có thuộc không? Chúng tôi xin đọc lại nghe. Là đạo ác xảy ra rất thảm huyền, là ông đạo tưởng đó, tất nhiên là ông Quỳnh Văn Quốc đó, ông Lâm Văn Quốc á. Đạo ác xảy ra rất thảm huyền, làm cho dân sự nhổ thông thiên người ta sợ liên lụy. Cho nên bây giờ cái bàn thông thiên cái nhổ lên cái đâm cất đâm dấu á. Nghe không? Xô ngang ít bữa rồi trồng lại, thần thánh đi xa khó rước liền, mình sợ gì mình giữ gì. Cô bác anh chị nhân đạo sợ liên lụy. Nhưng mà ngay trong cái thời điểm đó là Đức Thầy mới cho như là toàn thể tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo chúng ta thờ trần nó là già trở lại. Thấy không? Bây giờ Đức Thầy còn nhắc lại không? Đức Thầy mới nhắc lại trong một thời phượng nè. Từ trước đến giờ chúng ta thờ Trần Điều, ha, Trần Điều tức như là Trần Đỏ đó, Điều là đỏ, là di tích của Đức Phật Thầy Tây An để lại. Nhưng gần đây có vài kẻ hiểu lầm là cái vụ của Lâm Văn Quốc đó, vài kẻ hiểu lầm hành động một vài điều không hợp với tinh thần đạo đức, trái với chủ nghĩa từ bi bất ái của Đức Phật, nên toàn thể trong đạo của chúng ta đổi lại màu già là bây giờ chúng ta đang thờ đó, các bác anh chị em với đồng đạo. Thưa chú quý vị, rồi bây giờ đặt lên câu hỏi thứ hai, Đức Thầy chúng ta có phải là ông Phật không? Trả lời là ông Phật. Rồi người ta mới hỏi rằng đã là ông Phật, tại sao ông biết trước cái vụ việc này xảy ra mà lại đụng chuyện cái gầm gì bắt đầu mới đổ lại là sao, đúng không? Thưa cô bác anh chị em với đồng đạo, nhưng mà bây giờ Đức Thầy đã cho chúng ta biết là ngài đó là thối thân của Đức Phật Thầy Tây An trở lại. Thì Đức Phật Thầy Tây An là hồi xưa thờ cái gì thì bây giờ Đức Thầy phải thờ y như vậy. Như vậy là cái tông phái là Vũ Sơn Kỳ Hương là phải thờ Trần Điều, mà tự nhiên là Đức Quỳnh Giáo Chủ đã đời thờ khác gì, bắt đầu cái ta nghi liền, cho nó không biết cái ông này xưng đây không biết sao, theo không biết có đúng hay không. Rồi bây giờ Đức Thầy mới nhắc lại cho chúng ta biết ngài là Đức Phật Thầy Tây An trở lại là phải thờ Trần Điều. Nhưng mà sở dĩ là trong khi đó là đổi lại là có cái nguyên nhân gì, cho nên bây giờ Đức Thầy mới đổi lại để cho người tín đồ Phật Giáo họ không có hoang mang, không có nghi vấn. Tới bây giờ đâu có ai nghi vấn gì nữa đâu, nhưng mà vốn dĩ vẫn biết Đức Thầy là thấu thân của Đức Phật Thầy Tây An trở lại, cô bác anh em với đồng đạo. Như vậy thì mắt nhìn Trần Đỏ, niệm Chi Đà là Trần Đỏ, hồi xưa là Trần Điều, mà hôm nay coi như là Trần Già cũng là Trần Điều đó, cô bác anh chị em với đồng đạo. Rồi bây giờ có nhiều người đồng đạo bây giờ còn đang chắc nha, còn đang thắc mắc. Bây giờ đồng đạo là ở bên tôi, bây giờ ở bên Chính Thạnh còn một nhà bây giờ vẫn còn thờ Trần Điều, Trần Đỏ, mà tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo. Cái tôi lại đây hỏi đồng đạo lại, tại sao mà giờ Đức Thầy dạy thờ Trần Già mà tại sao giờ ông vẫn còn thờ Trần Đỏ, đó là sao? Ông không nghe câu giảng Đức Thầy nói sao? Đức Thầy nói là ngôi Tam Bảo hãy thờ Trần Đỏ, tôi thờ Trần Đỏ có chật gì đâu. Nói gì có phải vậy? Ngôi Tam Bảo hãy thờ Trần Đỏ thì tôi thờ Trần Đỏ, chứ tôi đâu có là trái là thầy đâu. Mà chừng nào câu này không có trong giáo lý, bây giờ tôi mới là thờ Trần Già như ông. Ông nói, tôi có bác anh em với đồng đạo đó là chật. Nhưng mà cái chỗ khác đó thầy đã nói rồi, đã nói rồi, cứ như là rõ ràng rồi, mà chúng ta không hiểu chỗ đó mà cứ chấp hoài vậy, có bác anh em chứ đồng đạo. Thôi thì bây giờ từ cái trong cái chỗ câu mà nãy chúng tôi cũng muốn đốt đoạn cái chỗ này, nhưng mà tại vì quý vị yêu cầu cho nên chúng tôi cũng trình bày qua khúc này để cho chúng ta biết được là hôm nay chúng ta thờ Trần Điều, chờ thờ Trần Đỏ, thờ Trần Già là có nguyên nhân hết, có nguyên nhân đâu đó rõ ràng. Từ Trần Điều mà chuyển sang coi như là Trần Già mà có như họ ngày hôm nay, cô bác anh em với đồng đạo. Thôi bây giờ đi tiếp tục đi nghe. Tiếp tục cái chỗ là mắt nhìn Trần Đỏ, niệm Di Đà nguyện giải thân này khỏi khổ xa. Rồi muôn đạo hồng quang quay Đức Phật, nguyện giải thân này khỏi độ xa, là cái thân của chúng ta đang tu đây, cô bác anh em với đồng đạo. Tu làm sao để cho chúng ta được về nơi cõi Phật, là không đọa vào trong là bốn đường sanh tử và sáu nẻo luân hồi. Thấy không? Mà nếu mà chúng ta không tu tập qua các pháp môn niệm Phật, chắc chắn là nghĩa là chúng ta phải bị đọa vào trong con đường đó. Thưa chị quý vị, vậy thì bây giờ là khỏi đọa sao muôn đạo hồng quang qua Đức Phật, là nhờ cái muôn đạo hồng quang của Đức Phật A Di Đà
để mà chúng ta được vào trong đó, mà Đức Phật A Di Đà tiếp rước chúng ta được vãng sanh về thế giới cực lạc, chưa quý vị. Vậy thì bây giờ là muốn đạo Hồng Quang đó là sao? Cái đạo Hồng Quang đó là cái ánh hồng quang của Đức Phật A Di Đà. Mà ánh hồng quang của Đức Phật A Di Đà đó là khi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi đó, thì bây giờ là trong cái đạo hào quang là cái lông mày trắng của Đức Phật A Di Đà đó là phóng tỏ ra coi như là có 8 muôn đạo hào quang, 8 muôn 4 ngàn cái đạo hào quang. Mà trong 8 muôn 4 ngàn cái đạo hào quang ấy là mỗi một đạo hào quang là có một cái vị hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Thưa các bác anh em dân đạo, cho nên trong kinh nói câu vậy: thời Phật Mi Giang là bây giờ là cái lông mày trắng của Đức Phật á, thời Phật Mi Giang tức phóng bạch hào, tất nhiên là cái hào quang trắng. Đại Nhân Tướng Quang phân vị ba vị tứ thiên chi là nó phân ra là 8 muôn 4 ngàn cái đạo hào quang. 4 muôn 8 ngàn cái đạo hào quang. Ông phải làm gương đó. Rồi mỗi một cái đạo hào quang đó là đi khắp cả các nơi để mà rước chúng sanh trong mười phương thế giới. Cho nên bây giờ đó, A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh chiếu đặng lưng, bạch hào là cái hào quang của Đức Phật đó, quyển chuyển ngũ tu di, hám mục trừng thanh tứ đại hải. À, như vậy tất nhiên là cái lông mài của Đức Phật đó, tôi quá các anh em trên đầu đạo là nó phóng tỏ ra là 8 muôn 4 ngàn cái đạo hào quang, mà trong khi đó là đi khắp cả các nơi khắp cõi ta bà để mà tiếp phước chúng sanh. Cho nên hôm nay Đức Thầy còn nhắc lại đây, quý vị mình thấy có không? Đức Thầy nói đây là A Di Đà nhìn xem khắp cõi, đặng trông chờ mong mỗi chúng sanh hiện hào quang ngũ sắc hiền lành, không hiện hào quang ngũ sắc hiền lành đang tìm kiếm những người hiền đức. Cho nên là chúng sanh trong cõi ta bà này, chúng ta hễ mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, bất cứ là ở nơi đâu cũng được cái đạo hào quang của Đức Phật coi như là chiếu cố đến để mà tiếp rước ta cái nhìn tính phúc lâm chung cô bác anh chị em chư đồng đạo. Vì vậy cho nên cái cõi trần tiếng Phật niệm lên mười phương chư Phật nghe rền như chuông, mà nếu ai tinh tấn niệm luôn ao sen thấp bảo tròn vuông nở phình, còn như cất thiện chẳng dình, bông sen kia lại thình lình héo ngay, còn ai chỉ giới giữ chay thì bông sen kia lại ngàn ngày đẹp tươi luôn cô bác anh chị em chư đồng đạo. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta trong cõi trần này hãy niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật thì Đức Phật đều biết hết. Có nhiều đồng đạo điện hỏi chú Tư ơi, bây giờ có niệm Phật á, bây giờ niệm tiếng hay là niệm trong tâm? Tôi nói niệm trong tâm, không có niệm tiếng, nó niệm trong tâm. Vậy ông Phật không biết không? Tôi nói lo gì ông Phật không biết, sợ mình không biết á. Thưa chú quý vị, vậy thì bây giờ ở đây xoay đường minh thiện đến Long Hoa là con đường về cái hội Long Hoa. Mà hội Long Hoa ở đâu? Không có bác anh chị em với đồng đạo. Núi rừng chỗ ngọc chỗ ngà, Long Hoa lại chỗ trên tòa Thượng Quân, đúng không? Long Hoa lại chỗ trên tòa Thượng Quân là lập đời Thượng Quân xong. Rồi bây giờ Đức Phật Di Lặc giáng thế, khi Đức Phật Di Lặc giáng thế, Ngài cũng xuất gia tu tập giống như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và Ngài coi như là đã hoàn thành đắc cái quả vị là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Rồi Ngài coi như là mới ngồi với cái cõi hội Long Hoa, rồi mới ba tràng thuyết pháp cho tất cả các vị đệ tử để nghe, để mà tu, để mà đắc đạo. Bây giờ cái hậu Long Hoa đó làm sao, xin đọc luôn quý vị mình được biết trong cái bộ kinh đó, Liên Tông đó cô bác anh em chứ đồng đạo, là kỳ địa bình chánh vô hữu khâu khanh, địa thượng hữu thọ hình tử kim long, long thượng khai qua cố giết Long Hoa thắng hội, nhân dân hội dũng cảnh giới, do như hữu tại thiên cung đao lợi thiên thượng. Cái nghĩa đó là sao? Kỳ địa bình chánh có nghĩa là lúc bây giờ là mặt đất không có gò nóng, thấy không? Vô hữu khâu khanh tất nhiên là không có hầm hố, là mặt đất rất là bằng thẳng. Đó là cái thời kỳ Thượng Quân Thánh Đức. Vô hữu khâu khanh, địa thượng hữu thọ tất nhiên là trên cái mặt đất á, là có mọc lên cái cây hữu thọ, là cái cây địa thượng hữu thọ. Hình tử kim long là cái cây này nó giống như là cái con rồng vàng, hình tử kim long. Và long thượng khai qua là trên cái cây kia đó là nó có chỗ ra cái qua, hình tử kim long. Long thượng khai qua cố giết là Long Hoa thắng hậu, nhân dân hội dụng cảnh giới, do như hữu tại thiên cung đau lợi, là trên cái cây này nó trổ ra cái như là cái bông, mà cái bông giống như cái đầu rồng, nên gọi là cái cây Long Hoa, cây Long Hoa. Đức Phật Di Lặc mới ngồi ở tại trong cái cõi hội Long Hoa này, mới thuyết pháp cho tất cả các vị đệ tử nghe, nên gọi là cái hội Long Hoa. Hội Long Hoa ngồi dưới cái cây Long Hoa thuyết pháp, trong ba tràng thuyết pháp, trong ba hội đó, nên gọi là cái hội Long Hoa. Các bác anh em chúng đạo, hội Long Hoa.
Rồi bây giờ trong cái đó là cái hậu Long Hoa đó là được tất cả các vị Phật giáng thế luôn. Rồi con người chúng ta sống với hậu Long Hoa là do như hữu tại thiên cung đau lợi thiên thượng, nó giống như là cảnh trời đau lợi, giống như cảnh tiên, giống như cảnh tiên. Mà hôm nay Đức Thầy còn nhắc lại là tiên cảnh kỳ kỳ gần lộ dễ đó, chờ người hữu quốc đến liên đài, phải không? Hoặc giả là gian dày sấm nổ chuyển lưng, kiển tiên lộ dễ mới vui mừng cho con. Kiển tiên là cảnh tiên lộ dễ, tất nhiên là đó là cái cảnh đời thượng quân đến đức mà có hậu Long Hoa. Thưa cô bác anh chị em trần đạo, rồi trong ba tràng thuyết pháp của Đức Phật Di Lặc mà thuyết pháp cho tất cả các là chúng sanh nghe đó, cô bác anh chị em với đồng đạo đắc đạo vô số, trong đó có mình trong đó nghe ha. Cũng như thời kỳ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thiết quan trạng thuyết pháp, thiết quan trạng thuyết pháp có đắc đạo rồi. Trong khi đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà nói là thiện tai trí khư, tự nhiên bắt đầu trong khi đó là tóc gì bắt đầu cũng rụng trơn, cái áo cà sa mặc vô bắt đầu cái thiết quan trạng thuyết pháp, bắt đầu cái chứng quả là gì anh hát liền, cũng như bất tỉnh thì kheo. Cái hỏi tại sao nguyên nhân đắc đạo mau chứ hả? Người ta thắc mắc, người ta nghi, nhưng mà biết đâu tu tập trần thân cái trước, cái như là cái tiền thân của bạch tỉnh thì theo là bà đàn đi già, như là bỏ cả thân mà trong khi đó hy sinh cuộc đời của mình mà tu tập đâu phải là chuyện đơn giản đâu, phải không? Còn bây giờ quý chị mình phải không, quý anh của mình, sau khi đó là ba chàng thuyết pháp ở hậu Long Hoa rồi đó, bắt đầu cái đắc đạo, bắt đầu những cái người đời sau trong khi đó bắt đầu nó khen nó chị Tư An sao không biết mà tu hành sao mà Đức Phật mới quý thiết quan chàng thuyết pháp bắt đầu chị đắc đạo ta, mà biết đâu chị Tư An trần thân khổ não nè, đi đám làm từng nè, đi đám dỗ nè, đi dỗ tu hiệp nè, đi bắt cầu bờ lộ nè, đi cứu chợ nè, ngày nào cũng đi, không có xăng cũng là mượn tiền đi mua xăng nữa, cực chân thân mà tới chừng đó mới đắc đạo, đâu phải là cái chuyện giảm đâu, phải không? Ba tràng thiết pháp của Đức Phật chúng ta đắc đạo là hiện bây giờ chúng ta đang tu tập cần mẫn nè. Còn ai không cần mẫn đó nghe, mà đến cái hội trường mà đồng đạo của chúng ta nói đạo mà không chịu nghe đi, mà tới chừng đó là Đức Phật Di Lặc giáng thế và thiết pháp không nghe, rồi làm sao mà đắc, rồi làm sao mà hiểu, và tại sao biết không? Nói sao mà chú Tư bây giờ tôi học tôi không nhớ hết trơn hả? Tại sao không nhớ? Tại vì những cái nào mà mình nhớ tất nhiên là có nghe qua rồi nó gần chín mùi rồi, bắt đầu người ta đọc lại những cái quận ngữ bắt đầu cái mình nhớ hả? Phải không? Còn sau này đến thời kỳ của Đức Phật Di Lặc giáng thế cũng chỉ thiếp qua coi như là kinh á, thì bây giờ mình đã có nghe kinh rồi, ngày nào cũng nghe, rồi tới chừng Đức Phật Di Lặc giáng thế mình nghe bắt đầu cái là quát nhiên đại ngộ, tỏ ngộ liền, phải không? Còn giờ đồng đạo nó đạo không chịu nghe, chân tới chừng đó bắt đầu Đức Phật Di Lặc giáng thế rồi nghe sao nổi của bác anh chăm nhân đạo, nghe không vô, nó ông nói sao tôi không hiểu gì trơn trọng, chứ bây giờ không nghe sao tới đó hiểu nổi, không? Cô bác anh chăm chứ đồng đạo. Vậy thì bây giờ đó là hậu Long Hoa đó, là đồng đạo mới nêu lên hỏi cái ý là sau này đến cái hậu Long Hoa đó là chúng ta cần có tiêu chuẩn gì mà chúng ta sống được hậu Long Hoa và được nghe Đức Phật Di Lặc giáng thế để mà đắc đạo, của bác anh chăm chứ đồng đạo. Bây giờ chúng tôi xin đưa ra ba cái tiêu chuẩn nha, ba tiêu chuẩn người tu chúng ta cái như là được hậu Long Hoa. Bây giờ tiêu chuẩn thứ nhất đó là sao? Bây giờ tiêu chuẩn thứ nhất là người tu của chúng ta đặc biệt là phải có trung hiếu, phải trung hiếu lưỡng toàn, có không? Bây giờ Đức Thầy nói đây, Đức Thầy mới nói là cõi trung ương luân chuyển phương Nam mở hội thánh, hậu Long Hoa đó, mở hội thánh chọn người trung hiếu, phải không? Ai mà không có trung hiếu rồi thì sau này làm sao được giữ hậu Long Hoa trung hiếu giữ gìn phận con tôi, thế sự bao la ta chẳng quản, tiên cảnh non bồng sẵn diễn ngấu chúng ta có liền. Vì thời gian nó hết rồi chúng tôi không tiếc trình bày cho quý vị mà tình tiết nhiều nghe, chỉ đại khái thôi. Bây giờ hậu Long Hoa bây giờ cái thứ nhất là người phải có trung, phải có hiếu, thấy không? Bây giờ cái thứ hai là người muốn giữ hậu Long Hoa chúng ta phải có gì? Hiền đức nghe cô bác anh em với đồng đạo. Ai không có hiền đức tất nhiên là không bao giờ giữ hậu Long Hoa được, có không? Bây giờ Đức Thầy nói đây, hội Long Hoa chọn, đúng không? Hội Long Hoa chọn kẻ tu mi, rồi sao nữa? Người hiền đức, rõ ràng không? Người hiền đức mới được hòa chân chú, tất nhiên là người hiền đức, không? Lập rồi cái hội Long Hoa, đặng coi người hiền đức được là bao nhiêu mà, không? Gian tà hồn sát cũng tiêu thảm thương, ba tánh chín chiều ruột đau. Như vậy là cái người hiền đức được giữ hậu Long Hoa. Nhưng mà còn đặc biệt người giữ hậu Long Hoa là cái tiêu chuẩn gì nữa cô bác anh em đạo? Tiêu chuẩn gì nữa? Niệm Phật nha. Niệm Phật cho nhiều nghe, có không? Bây giờ Đức Thầy nói nè, là Phật Dương Đà chỉ rõ mái diệu quyền, chuyển lập hậu Long Hoa, đúng không? Chuyển lập hậu Long Hoa, chọn những đấng tu hành cao công quả, chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi. Mà người nào cao công quả? Họ nói luôn đi, cái người cao công quả đó là từ đây đến buổi thanh bình, phải không bà Hồng?
từ đây đến buổi thanh bình là cái ngày lập hội đó, muôn người niệm Phật thì quả mình biết bao công quả nó lên. Là Phật Dương Đà chỉ rõ má di quyền chuyển lập hội Long Hoa chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện căn giáo truyền đại đạo định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư ban rõ ràng không? Như vậy thì bây giờ là hậu Long Hoa mà cái bà chị bác hỏi vậy chứ bây giờ là cái người đó là phải cái tiêu chuẩn gì? Là cái một là phải trung hiếu lượng toàn, cái thứ hai là phải là cái người hiền đức, và cái thứ ba là người phải niệm Phật cho nhiều. Cô bác anh em trường đạo, niệm Phật cho nhiều đó thì Đức Thầy cho chúng ta biết là sao? Là được thảnh thơi nhờ chữ Nam Mô, không? Phiên bổn đạo đáng mời trình trí quốc giả là chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu, sao thấy được nhà tiên cửa thánh. Nhà tiên cửa thánh tất nhiên là sau này đó, cô bác anh em trường đạo. Rõ ràng là gì phải không? À, vậy thì bây giờ ở đây coi như là đồng đạo mới hỏi họ có Long Hoa rồi đó, bây giờ trình bày là ba tiêu chuẩn được về hội Long Hoa, mà Long Hoa có phải là cảnh Phật không? Trả lời thẳng mau là cảnh Phật luôn, là mắt nhìn chừng đó niệm Di Đà là sau này chúng ta sống cảnh Phật luôn, mà cảnh Long Hoa sao gọi là cảnh Phật đây? Thưa cô bác anh chị em trong đạo, bây giờ chúng ta lắng lòng nghe một cái đoạn này, Đức Thầy bảo cho chúng ta biết Long Hoa là cảnh Phật đây, là Long Hoa tiên Phật đáo ta bà có không? Đồng đạo có không? Long Hoa tiên Phật đáo ta bà có tiên có Phật luôn. Ở cõi ta bà này nè, mới lừa lọc con lành diệt quỷ ma, nếu mãi mê mang bồi tục lỵ thì linh hồn chìm đắm chốn đây hà, thì Long Hoa tiên Phật đáo ta bà là có Đức Phật A Di Đà ở tại cái hội Long Hoa luôn. Thưa các bác anh chị em như đạo, bây giờ chỗ khác cái bài Xuân Hạ Tác còn thơ, Đức Thầy cho biết là cái hội Long Hoa có Đức Phật A Di Đà tại thế này luôn nữa nè, có không? Bây giờ một đoạn này Đức Thầy mới nói là A Di Đà là A cái gì, A Di Đà hiện chỗ hào quang đó. Mà trước cái đoạn đó thì lưu ly hổ phách mấy tòa đại cung dành cho kẻ lòng trung chánh trực quân cùng thần đó nước vui tươi, mới liên qua đua nở nụ cười đước tôi lưng đóng chào người chân tu thế gian thoát chốn ngục tù thần tiên hiệp mật thị cù qua lâm, thấy không? Còn mắt nhìn thấy thần thông biến hóa, Đức Di Đà mới hiện chỗ hào quang là cái cõi ta bà này có Đức A Di Đà luôn. Đức Di Đà mới hiện chỗ hào quang mà Việt Nam là giống hồng bàn không còn hung bạo lăng loạn như nay, dần khắp chốn rồng mây chơi dẫn dân hai lòng hết vẫn khùng điên, thiên cơ biến hảo diệt quyền hiệp chung tam cội, hiệp chung tam cội với miệng trần ai còn gì nữa bây giờ, phải không? Là có Phật thánh tiên luôn, phải không? Vì vậy cho nên hò hẹn Phật tiên hiệp một ngày thế giới khỏi bi ai trung ương tam cõi điều hòa mặt, ta mới thảnh thơi chở gót hài. Mà gót hài muốn chở phải làm sao? Thần thánh đạo đức thâm sâu hãy bước vào, dành tâm nhu nhược chờ dẫn đến mới vậy mới rời xa cảnh máu đạo. Thưa cô bác anh chị em chỉ đồng đạo, vậy thì chúng ta chấp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật và niệm Nam Mô mắt nhìn chừng đó niệm Di Đà nguyện giải thân này khỏi đội sa môn đạo hồng quang quay Đức Phật soi đường minh thiện đến Long Hoa, là chúng ta mong cầu làm sao chúng ta có mặt ở hội Long Hoa, và hội Long Hoa có mặt đó là phải là hiền nhân và phải là hiền đức và phải là niệm Phật cho nhiều và phải là người trung hiếu. Mà khi đã được về hội Long Hoa rồi là chúng ta nghĩa là sẽ gặp được Đức Phật A Di Đà, gặp được Đức Phật Di Lặc, là thiết qua ba tràng thiết pháp rồi chúng ta có mặt trong đó là được như là qua quả gì bất khối luôn, là đắc đạo luôn như là tại thế của ba anh em với đồng đạo. Vậy thì bây giờ hội Long Hoa chính là cái hội Phật, mà hội Long Hoa chính là cái cõi Phật luôn cô bác anh chị em trong đạo, mà Đức Thầy đã nói cho chúng ta biết là cõi Phật là ở nơi tại thế gian này luôn, có không? Có. Bây giờ có thì mới nói có, bây giờ Đức Thầy nói sao? Nhổ lời khuyên nhân loại khắp gần xa, sao nữa? Ráng tu tỉnh hưởng đời chung cực lạc, có không? Hưởng đời chung cực lạc là cực lạc tại thế, gọi là hậu Long Hoa tại thế, đây là cõi Phật tại thế, cõi cực lạc khỏi cần phải cầu gì bệnh, mà hậu Long Hoa chính là cái cõi Phật luôn, cõi cực lạc tại thế, đúng không? Quý vị mình đồng ý không? À, đồng ý thì thôi bây giờ chúng ta xin kết thúc, thì trước khi kết thúc là thêm nói một cái chỗ này chút xíu nữa, là khi chúng ta niệm Phật nếu như cần niệm mắt nhìn chừng đó niệm Di Đà cũng được ha, mắt nhìn vào đó niệm Di Đà nguyện giới thân này khỏi đội sao muốn đạo hồng quang quay Đức Phật sau đường minh thiện đến Long Hoa, nhưng Đức Thầy không có chỉ, nghe mấy chị, Đức Thầy không có chỉ là cái bài này trước khi chúng ta niệm Phật cần phải niệm, mà nếu như Đức Thầy chỉ niệm mà mình không niệm đó là sai, mà Đức Thầy không chỉ thì giờ quý vị muốn niệm thì niệm, không niệm thôi không có sao chân, hoặc là chúng ta niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới tam thập lục vạn ức nhất thập nhất vạn đa cửu thiên ngũ bá đồng danh đồng hiệu đại từ đại bi khổ độ chúng sanh A Di Đà Phật, rồi niệm Phật cũng được, cũng được. Hoặc giả là không cần niệm bài nào hết, cúng xong rồi ngồi ngay thẳng chắp tay
ngồi bán già hay là kiếp già cũng được, chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm hoài cho đến xong thôi, khỏi cần đọc bài nào đến chỗ, thấy không? Bên thiền lâm người ta đọc trước khi mà vô niệm Phật đó, thì người ta mới đọc là chú khai chủ trường, thủ trì nhất bá bát, diệt tội đẳng hà sa, diễn ly tam đồ khổ, xích sắc biến liên qua, ái hà thiên xích lãng, khổ hải dạng trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm Di Đà. Người ta bài cái như là lúc đó là cái bài khai chuỗi để người ta niệm Phật. Nhưng mà Đức Phật cũng không có chỉ, đọc thì đọc, không đọc thì thôi, cái chuyện đó không cần thiết, không 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 cần là chú khai chủ trường gì chân trời, khỏi cần. Rồi bây giờ như là mắt nhìn chân đó cũng vậy, khỏi cần. Mà quý vị có đọc thì đọc, không đọc thôi, cái chuyện đó không có sao chân trời. Chứ không phải là chúng tôi không đọc là bị lỗi, hay là có đọc thì mới được rồi Phật chứng, còn không đọc á là Phật không có chứng, thì cái chuyện đó là không đúng nha. Được rồi, bác anh em chúng ta. Nhưng kết thúc lại trong cái bài này là Đức Thầy cho ông ký giỏi ở tại Bạc Liêu để mà nói qua ý nghĩa của cái phương pháp niệm Phật thôi. Còn cái tiêu đề là niệm Di Đà trong cái bài này là ban tu thư, ban hoằng pháp đặt ra tiêu đề thôi, chứ không phải cái bài cái tiêu đề thánh thủ thánh bút của Đức Thầy đặt nghe. Rồi chúng ta nghĩ rằng là để cái tựa là niệm Di Đà là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật là phải đọc bài này, thì hoàn toàn không đúng, không đúng nghe cô bác anh em chúng ta. Vậy thì bây giờ chúng tôi đã cởi mở cùng với quý vị qua ý nghĩa cái bài mắt nhìn trần đỏ niệm Di Đà, nguyện giá thân này khỏi đội sao muôn đạo hồng quang, qua Đức Phật sau đường binh thiện đến nơi qua, là chúng tôi hằng mong, rất mong, và đã từ mấy lâu nay là mong mỏi làm sao cho quý vị nêu lên cái tiêu đề này để mà giải. Bữa nay có nhân duyên nghe không, để giải trình cùng với quý vị, và quý vị mình ở đây được nghe, và chúng tôi có ghi hình và để truyền cho tất cả các nơi, và chỗ nào cũng như là muốn tìm hiểu qua cái đoạn này thì được nhờ chỗ này, nhờ công của quý vị, nhờ quý vị hôm nay ủng hộ cho cái chương trình Phật pháp mà được Phật pháp được lan rộng và mọi người đều được biết, để mà chúng ta hành trì qua pháp môn tịnh độ của Đức Thầy. Thôi thì chúng tôi cũng xin tạm khép ở nơi đây nha. Nhưng mà trước khi dứt lời, chúng tôi cũng xin đôi lời cùng với quý vị đôi chút. Thưa quý vị, nhân ngày làm tuần mãn phục cho đồng đạo Nam Go, thì đồng đạo Nam Go đây là một vị thành viên trong đồng đạo của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, rất là tích cực, rất là siêng năng và rất là hâm mộ Phật pháp, cho nên mỗi lần đám giỗ ngày kỷ niệm nơi gia đình của đồng đạo Nam Go đều có tổ chức để mà trao đổi giao lưu. Thì hôm nay là cha truyền con nối, con nhà tông cũng giống ông cũng giống tánh, thì bây giờ không giống ông Nam Go cũng giống cái tánh của Nam Go, cho nên bây giờ mới tổ chức qua cái chương trình này để mà trao đổi Phật pháp. Thì chương trình trao đổi Phật pháp này vì cái mục đích là chúng ta tạo công đức kinh thành, mà công đức kinh thành này để hồi hướng cho cửu quyền thất tổ, hồi hướng cho cửu quyền thất tổ xong thì chúng ta cũng hồi hướng cho cái hương linh của đồng đạo Nam Go được nương vào công đức này, hạnh lành này mà được nhẹ tách đường may và được siêu sinh nơi tịnh độ. Nếu như đã viên mãn rồi, được siêu sinh về cõi tịnh độ rồi, thì cũng nhờ công đức của quý vị để mà bổ trợ cho cái phần mà công đức này, làm cho cái quả vị của đồng đạo Nam Go được tăng thêm phần phẩm vị của bác anh em với đồng đạo. Vậy thì cuối cùng chúng tôi cũng xin kết thúc và xin kính chúc cho toàn thể quý cô bác anh em với đồng đạo nhân ngày chính lễ kỷ, nhân ngày mà làm từng bản phục này, tất cả chư quý vị cùng với chúng tôi trao đổi Phật pháp. Nếu có điều chi, có phước duyên và công đức, chúng tôi xin đề nghị cùng với quý vị hợp tác lại để tạo thành một món quà kinh thánh công đức, hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, cầu nguyện cho cõi âm được siêu, cầu nguyện cho người dương được thới, cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ, cầu nguyện cho hương linh người quá cố là đồng đạo Nam Go được nương vào công đức này, hạnh lành này mà được siêu sanh về nơi tịnh độ. Và chúng tôi cũng không quên cầu nguyện ân trên hồng ân tam bảo luôn luôn lúc nào cũng gia trì hộ độ cho tất cả chư quý vị thân khỏe, tâm an, trí tuệ luôn được mở mang và tu hành được luôn tinh tấn, và cố gắng tinh tấn mãi trên con đường tu học của mình, để sau này Đức Tân Sư trở lại, tất cả chư quý vị mình có đầy đủ hạnh lành, đầy đủ phước duyên mà chúng ta được dự kiến trong ngày Long Hoa Đại Hội Tăng Dân Tăng Đức. Xin lễ phép cúi đầu kính chào toàn thể chư quý vị. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.